Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em trên bản tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như anh chị em cũng biết rồi, một tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin video phân tích tuần gồm phân tích bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua, dự báo xu hướng tuần mới và chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản mà gần như là gọi là các cái cổ phiếu đại chúng với anh chị em nhà đầu tư. Ờ, phần thứ hai à, và cái kênh thứ hai thì kênh Hùng Lê Chứng khoán thì hàng ngày Hùng sẽ có một cái bản tin à, phân tích bộ ba tham chung của thị trường. Chỉ số VN Index, chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh. Đồng thời thì chúng ta sẽ có phân tích một số các mã cổ phiếu tiềm năng. Đó, một số các mã cổ phiếu tiềm năng ví dụ BVH này, Dabaco này, đó trong uh, trong những cái ngày cận Tết hoặc là ngày nghỉ Tết thì cũng đã có phân tích khá nhiều mã cổ phiếu HAH này, VND, FPT, C2 thì à, chúng ta sẽ tỉa thêm những cái mã cổ phiếu và mỗi một cái bản tin thì nó chỉ khoảng 10 phút thôi dưới 10 phút một tí để chúng ta cập nhật thêm xu hướng của thị trường bởi vì các anh chị biết rồi thị trường luôn luôn vận động cổ phiếu luôn luôn vận động và mọi thứ nó luôn luôn vận động hàng ngày chính vậy nên là chúng ta sẽ phải cập nhật rất là liên tục ở trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thì chúng ta có hai cái kênh này thì các anh chị có thể đăng ký để chúng ta theo dõi thêm các anh chị nhé trong cái quá trình mà chúng ta chiến đấu rồi và nội dung của bản tin tuần thì vẫn như vậy thôi Uh, tuần từ ngày mùng 4 tháng 8 mùng uh, 4 đến ngày mùng 18 tháng 3 thì uh, đầu tiên là uh, chúng ta sẽ view lại bộ ba tham số chung của thị trường. Ở trong tuần video số 216 để chúng ta xem thử trong tuần vừa qua thị trường của chúng ta sẽ uh, đi như thế nào. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng gồm mã cổ phiếu trụ, bất động sản khu công nghiệp, nhóm thép, uh, nhóm ngành đầu tư công, bất động sản dân cư. Ở nhóm ngành dầu khí thì có thể là tuần này cũng sẽ đảo qua và nhóm ngành chứng khoán gồm mã cổ phiếu các cái mã cổ phiếu rất là cơ bản ví dụ như VCI, SSI, HCM, VND, FTH, đây là những mã cổ phiếu mà có khỏi, có thể gọi là đại chúng anh chị gần như là anh chị em nhà đầu tư nào khi bước vào thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng đều ở chúng ta đều có, có 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 đề cập đến luôn và chúng ta đều có vướng bận đến cái, cái việc đó và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả các cái phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của ông lê vì vậy nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng à, chúng ta cần tham khảo thêm nhiều uh, các cái kênh để chúng ta tổng hợp uh, được những cái kiến thức uh, tốt nhất tối ưu nhất trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thế thì trước khi mà đi vào cái nội dung chính của cái bản tin tuần này thì ông lê sẽ phải điểm qua một cái ý bởi vì cái ý này uh, nó hết sức là quan trọng và nó uh, nó xuyên suốt từ xuất phát điểm từ cái điểm này thì chúng ta mới có được một cái xu hướng của cái tuần giao dịch vừa qua, video số 216. Thì khoảng tầm 10 giờ 47 phút ngày 25 tháng 2, tức là ngày chủ nhật ấy, chuẩn bị vào phiên giao dịch ngày 26. Thì Hùng Lê có một cái truyền thông rất là quan trọng đấy là không được khoảng loạn và tâm lý uh, chiến xóa ra phải được thể hiện ở trong cái tuần giao dịch mới, chính là tuần giao dịch từ ngày 26 cho đến ngày 1 tháng 3. Thế thì cái câu chuyện ở đây ấy, là hùng có uh, các anh chị chúng ta quan sát cái hình ảnh này này thì hình, hình hình ảnh này chính là cái điểm mà chúng ta quay ngược trở về. Phiên giao dịch ngày 8 tháng 8 của năm 2023 đến phiên 21 tháng 9 của năm 2023. Tại thời điểm đó thì chỉ số VN Index của chúng ta có điểm tạo lập ở vùng 1247 đến vùng 1255 điểm. Các anh chị 1247 đến vùng 1255 ở đây. Đó. Và tại cái thời điểm đó thì hùng có những cái phân tích rất là chi tiết cho các anh chị đó về cái sự song trùng về đặc điểm tạo sóng của của cái đỉnh sóng đó và cái đỉnh sóng hiện tại đó thì um, thứ nhất là khi tay to họ phân phối hàng một phiên thì một phiên họ không thể không phân phối hết và họ sẽ tìm cách kéo xả tại vùng đỉnh do đó nhà đầu tư không được hoảng loạn và bình tĩnh khi kéo lên thì thị trường uh, khi mà chúng ta kéo lên thì chúng ta sẽ canh để chúng ta diện uh, chốt sau đó thì chúng ta quay lại cái nhịp gọi là từ phiên ngày 8 tháng 8 cho đến ngày 17 tháng 8 phân phối hàng nhịp 1 tại vùng 1240 điểm trên vùng 100 thì tại cái thời điểm đó chúng ta có 8 phiên giao dịch các anh chị ở đây chúng ta có 8 phiên giao dịch trước khi mà chỉ số VN Index rơi mạnh sau đó á, 8 phiên giao dịch đó nó chưa hết đó, sau đó thì lại bắt đầu đến phiên 22 tháng 8 ở à, nhà đầu tư rất là hoảng loạn và bán đúng đáy thì sau đó thì tạo lập họ vùn vùn họ kéo lên đó họ kéo lên thì đến phiên ngày 6 tháng 9 đó bắt đầu là từ phiên ngày 7 9 đến 14 tháng 9 thì chúng ta lại có tiếp 6 phiên phân phối hàng tập 2 đây chúng ta có 6 phiên đó sau khi mà chỉ số vn kéo lại ở vùng một hai bốn cộng thì chúng ta tiếp tục có 6 phiên phân phối ở đây trước khi mà thị trường mới bắt đầu chính thức phân phối như vậy thì hùng tính tổng hợp lại là hai cái nhịp đó thì chúng ta có đến tận 14 phiên 14 phiên tức là nó sắp xỉ là đến 3 tuần giao dịch các anh chị một tuần chúng ta thì có 5 phiên giao dịch thôi thì chúng ta có ba ba tuần giao dịch các anh chị đấy là chưa tính những cái điểm kéo xả tức là hùng chỉ tính những cái điểm mà chỉ số vn index giao dịch sát ở vùng một nghìn điểm thôi còn nếu tính cả cái điểm kéo lên và xả xuống thì uh, như vậy nó đâu đó nó phải mất không phải là 3 tuần mà nó phải là 5 tuần. Đó, nó phải là 5 tuần, tức là khoảng tầm một tháng rưỡi ấy, các anh chị ở trong cái quá trình mà nó kéo xả. Đó. Và do đó nếu giả sử như nếu như giả sử thị trường nó có có phân phối thật á thì thì cái gì? Thì chúng ta không phải hoảng loạn, chúng ta phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh bởi vì chúng ta trước mắt chúng ta vẫn còn 2 đến 3 tuần giao dịch đó và trong hai đến ba tuần giao dịch đó chúng ta xử lý chứ chúng ta không có vấn đề gì cả. Cái thứ hai, đấy là kịch bản nào cho tuần giao dịch mới thì cũng đưa ra hai cái kịch bản. Và đặc biệt là cái kịch bản thứ nhất đó là gì? Chỉ số VN Index rút chân từ 15 đến 20 điểm. Và khi mà chỉ số này mà rút chân như vậy á thì chúng ta sẽ dự báo liền sau đó nó sẽ có ba phiên và thị trường sẽ phục hồi nhẹ và khi đó thì chúng ta có xử lý gì thì chúng ta xử lý. Còn kịch bản thứ hai thì như vậy là index bị mất Uh, không hồi tức là phiên thứ hai là thì chỉ số vn đã đạp luôn thì như vậy là chúng ta sẽ có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo đó và đồng thời thì chúng ta cũng có phân tích uh, các cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ví dụ chỉ số vn index này đó thì vn index ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cũng có sự báo ở vùng một hai một đến vùng một hai một đó. và chỉ số vn30 thì chúng ta dự kiến ở vùng 1216 đến vùng 1220 uh, test tích lũy ở các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật như vậy để chúng ta xem là à như vậy về đến đó thì uh, thị trường của chúng ta sẽ như nào và các anh chị quay ngược lại thì chúng ta quay ngược lại ở phiên giao dịch ngày 26 thì các anh chị để ý là cái điểm thấp nhất của chỉ số vn index của chúng ta là 1.210 điểm và cái điểm cao nhất của chỉ số vn index của chúng ta là 1.225 điểm tức là bản chất ở trong phiên này thì cái biên rút lên của chỉ số vn index cũng đạt sấp xỉ khoảng 15 điểm Các anh chị sấp xỉ khoảng 15 điểm tức là nó đi theo đúng cái kịch bản thứ nhất đó là kịch bản gì thị trường của chúng ta nhún và sau đó cái biên rút chân phải đạt từ khoảng 15 đến 20 điểm thì đó sẽ là gì chúng ta sẽ dự báo khả năng là thị trường sẽ tiếp tục phục hồi đó thế thì cái câu chuyện đó để chúng ta nói rằng là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chỉ số vn index của chúng ta bắt đầu phục hồi và chúng ta có phiên thứ nhất đó đúng không ạ? Thì khi mà xuất hiện một phiên hồi như vậy á thì thông thường thị trường của chúng ta ít nhất phải có sẽ có tiếp ba phiên liền sau đó. Thì các anh chị để ý là phiên thứ nhất này, phiên thứ hai này và phiên thứ ba tạm thời là chúng ta có ba phiên giao dịch sau đó là thị trường gì đang hồi và đang khá là tích cực đó. Vậy thì phiên giao dịch bản lề của ngày 26 tháng 2, ngày 20 à, đúng là, ngày 26 tháng 2. Ngày 26 tháng 2, đó chính là một cái điểm xoay chiều và giúp cho thị trường của chúng ta đi theo kịch bản một đó là kịch bản tích cực thị trường tiếp tục phục hồi và khi thị trường tiếp tục phục hồi như vậy á thì cổ phiếu tất cả các mã cổ phiếu các nhóm ngành đều quay đầu ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần vừa qua ok à, bây giờ thì chúng ta sẽ đi à, bắt đầu đi vào nội dung chính của bản tin tuần này <laughs> chỉ số VN Index tuần từ phiên giao dịch ngày 26 cho đến ngày mùng 1 tháng 3 thì như vậy chúng ta đã có cái điểm phân tích ở đây. Dự báo trong phiên giao dịch ngày thứ hai chỉ số VN Index sẽ quay trở về vùng 1205 đến vùng 1210 để test cung tích lũy kiểm định tại vùng hỗ trợ kỹ thuật này để chúng ta tiếp tục đánh giá cái khả năng phục hồi của thị trường. Thì các anh chị để ý là cây nến giờ đầu tiên thì chỉ số VN Index của chúng ta có điểm test thấp nhất đến vùng. Ok các anh chị đây này, cái điểm thấp nhất của chỉ số VN Index là 1210.5. Đó và trích soát đến cái vùng mà chúng ta dự báo đây và sau đó bắt đầu nó có ba cây nến phục hồi và đặc biệt là hai cây nến giờ kết thúc phiên của ngày 26 thì chỉ số VN Index của chúng ta vượt lại được cái biên các anh chị, à, chúng ta lại vượt lại được cái biên 1220 cộng trừ 2 điểm các anh chị và vượt thoát lên được trên vùng 1222 điểm. À, rất là tích cực và kể từ đây thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta bắt đầu dâng dần và các cái bản tin hàng ngày. Đó, à, hàng ngày thì cũng bắt đầu dự báo lên ở các cái vùng target kỹ thuật và đến thời điểm hiện tại. À, phiên Uh, phiên ngày mùng 1 tháng 3 thì Như cũng đã có phân tích uh, cho các anh chị ở đây đó là gì? Uh, khả năng thì chỉ số uh, chỉ số VN uh, chỉ số VN Index của chúng ta sẽ có một cái gap tăng về khoảng quanh vùng 1257. Đây thì các anh chị để ý đây này, đây đúng không? Kết thúc phiên ngày 29 thì bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 là có gáp tăng luôn. Và sau gáp tăng đó thì chỉ số VN Index của chúng ta tiếp tục uh, hạ về độ 1247 đến vùng 1250 thì các anh chị để ý là cây nến giờ thứ nhất của phiên ngày mùng 1 tháng 3 test về vùng 1247 đến vùng 1250 và cây nến giờ kết thúc phiên nó cũng tiếp tục test về vùng 1247 đến vùng 1250 và rút chân lên là tương đối tích cực ở cây nến giờ đóng phiên với xu hướng hiện tại như vậy thì chúng ta thấy rằng là vùng 1247 đến vùng 1250 rất tích cực trong phiên giao dịch của ngày 29 và ngày 1 tháng 3 dự báo chỉ số VN Index của chúng ta dự kiến sẽ tiếp tục có gáp tăng ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới và cái gáp tăng đó thì khả năng nó sẽ mở gáp về khoảng quanh vùng 1263 đó 1260 đến khoảng vùng 1263 và kịch bản thì nó hoàn toàn tương tự như vậy thôi sau gáp tăng ở đầu giờ thì chỉ số VN Index chúng ta tiếp tục dự báo quay trở về chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 1247 vùng 1250 và trong ngắn hạn vùng 1247 đến vùng 1250 tiếp tục được giữ thì như vậy là chỉ số VN Index khả năng sẽ sideways ở biên dưới là một vùng 1247 và biên trên sẽ ở khoảng quanh vùng 1270 đến khoảng quanh vùng 1275 đây sẽ là cái vùng cảnh kỹ thuật tương đối là mạnh của chỉ số vn index và chúng ta sẽ chờ đợi thêm các cái ý đồ tạo lập của 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 nhà cái trong thời điểm ngắn hạn thì tất cả mọi cái đường đi của chỉ số vn index là ý chí là thuộc về các cái tạo lập của dòng tiền của những cái cái dòng tiền lớn các anh chị nhé. Đó. Thế thì trong trường hợp tích cực có nghĩa là chỉ số VN Index của chúng ta cứ ở chạm về mùng 1247, 1250 thì dội lên Và chạm đến vùng 1270, 1275 thì lại đạp xuống và nhẹ nhàng như vậy nó sideways như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục bám sát thêm Trong trường hợp tích cực có nghĩa là có thể là nó sẽ dẫn dắt lên ở vùng 1270, 1275 và có thể hướng đến vùng 1280 thì đó là kịch bản tiêu tích cực Còn trong kịch bản tiêu cực có nghĩa là chỉ số VN Index của chúng ta mất ở vùng 1247 thì như vậy chúng ta lại lùi lại ở vùng 1230 đến khoảng quanh vùng 1235 để tiếp tục phân tích đối với chỉ số vn30 thì như vậy thôi như hùng đã có phân tích đúng không ạ à, Ờ chúng ta sẽ có biên hỗ trợ kỹ thuật tuần là vùng 1216 đến vùng 1220 đây các anh chị nhá tức là bây giờ không phải bây giờ chúng ta mới nói và những cái phân tích đó là chúng ta đã phân tích từ 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 từ, 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 từ tuần tuần chủ nhật đó đây chúng ta sẽ um, sẽ 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 đến đây đó và chỉ số vn30 dự test ở đây và về đến đây thì kịch bản tích cực là gì test thành công và vượt thoát lên và kịch bản tiêu cực là gì mất một hai một sáu thì sẽ như thế nào đó vậy thì ở đây thì các anh chị để ý đây này ba cây đến giờ đầu phiên thì gần như chỉ số VN30 chúng ta chỉ gì ạ? chỉ đóng gọi là ở trên biên 1220, tức là rất khỏe luôn. Đó rất khỏe. Và đến cây đến giờ tiếp theo thì như vậy là chỉ số VN vượt thoát lên các anh chị. Và đến cây đến giờ kết thúc phiên thì nó vượt lại được ở trên vùng 1230. Và kể từ đây thì như vậy là chúng ta có các bản tin ở phân tích hàng ngày mẫu chốt duy nhất của phiên ngày 26 đó là chỉ số VN30 test thành công ở vùng 1216 đến vùng 1220. Và từ đây thì phục hồi. Thì quá trình phục hồi thì chúng ta cứ nâng dần thôi. Đó, lên vùng 1245 1245 lên xong rồi nó test tích lũy thành công ở vùng 1240 thì chúng ta lại tiếp tục nâng lên vùng 1255 đến vùng 1260. Và tuần này thì như vậy là phiên 29 thì vượt lên đến chít soát đến vùng 1275 rồi. Và phiên ngày 29 đến ngày 1 tháng 3 thì cơ bản là chỉ số VN30 của chúng ta cũng đang sideways ở trong biên hẹp và test tích lũy cơ bản thành công. À, ngắn hạn như thế này thì có thể là gì? À, gap tăng sẽ tiếp tục được mở ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới lên khoảng quanh vùng 1273, 1275. Sau đó thì chỉ số này dự kiến sẽ tiếp tục đi lấp cáp và các điểm lấp cáp thì vẫn theo kịch bản của tuần cũ thôi nó sẽ lấp về vùng một hai sáu mươi điểm sâu hơn sẽ là biên một hai năm mươi đến vùng một hai năm và tạm thời trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng là chỉ số vn ba mươi sẽ test tích lũy ở trên vùng một hai năm mươi cộng test tích lũy thành công thì như vậy là nó có thể là nó sẽ tiếp tục nó quay trở lại nó sẽ đẩy lại ở khoảng quanh vùng một hai một hai bảy đến vùng một hai tám mươi ở đây có thể là đây sẽ là cái vùng cản mà nó sẽ uh, tiếp tục có những cái nhịp chỉnh cung và các anh chị lưu ý 1250 và 1280 và biên cộng trừ 30 điểm ở trong vùng này dự kiến VN30 sẽ xoay quay ở trong vùng đó. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30F1M thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Cái điểm hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên chúng ta có nói đến ở trong cái bản tin phân tích tuần đó là gì? Khi mà kết thúc tuần đó thì cái cái đặc tính là chỉ số phái sinh chưa bị mất vùng 1225, tức là vùng 125 đến vùng 1230 vẫn còn và nó đóng suýt soát đến vùng 125 thôi. Thì đó là một cái điểm tích cực và như vậy vào phiên giao dịch của ngày 26 thì chỉ số phái sinh à sideways nhẹ và cái biên 122 đến mùng 25 nó tích lũy tương đối thành công và trước khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày 6 thì chỉ số phá sinh bắt đầu có xu hướng vượt lại cản gọi là 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 biên hỗ trợ trên ở vùng 1230 và kể từ đây thì chỉ số phá sinh bắt đầu có lực long và chúng ta xây lên vùng 1240, 1245 sau đó thì xây lên đâu đó vùng 1255 đến vùng 1260 và qua được cái vùng đó thì cũng dự báo lên đến tận vùng 1270 đến khoảng quanh vùng 1275 ở trong tuần vừa qua thì um, kết thúc uh, phiên giao dịch ngày 1 tháng 3 chỉ số VF30F1M của chúng ta có lực phục hồi uh, và các anh chị để ý thấy là à, trong các cái phiên mà hàng ngày á, thì cũng có phân tích ví dụ như là kết thúc phiên giao dịch của ngày 20 à, ngày 29 đúng không ạ để chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày 1 tháng 3 ví dụ như vậy thì cũng có dự báo ba cái mốc ví dụ như phá sinh sẽ chỉnh về 1260 1255 và 1250 thì chúng ta nhìn thấy là vào phiên giao dịch ngày 1 tháng 3 thì như vậy là phá sinh đây là các anh chị đây vào 13 đây thì phá sinh bắt đầu được có điểm test đầu tiên ở vùng 1260 và sau đó nó bật long điểm test thứ hai 1260 và nó bật long vậy thì chúng ta thấy rằng là trong phiên ngày 1 tháng 3 là chỉ số phá sinh đỡ ở vùng 1260 khá là tích cực đó thì với cái cách tạo lập hiện tại như thế này thì chúng ta sẽ có một dự báo đó là gì có thể là phá sinh sẽ tiếp tục mở gặp tăng về khoảng quanh vùng một hai sau đó thì nó sẽ tiếp tục quay trở về vùng 1260 và kịch bản tuần này thì không có gì thay đổi trước mắt ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta sẽ dự báo ở khoảng quanh vùng 1260, 1255 và 1250 ở ngắn hạn thì chúng ta sẽ lấy biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1250 để chúng ta tiếp tục đánh giá trong trường hợp nếu mà tích cực được ở trên vùng này thì như vậy là chỉ số phá sinh cũng sẽ có các điểm quay lại ở vùng 1270, 1275 và 1280 tức là biên hỗ trợ dưới là vùng 1250 và biên cản trên sẽ là vùng 1280 và cũng cộng trừ 30 điểm Uh, tạm thời ở trong cái biên sideways đó và khi nào mà chỉ số này uh, vượt thoát lên hoặc là có cái sự thay đổi sai khác, ví dụ vượt lên vùng 1280 thì chúng ta phân tích tiếp hoặc là thủng vùng 1250 thì như vậy là chúng ta cũng sẽ uh, tiếp tục và chúng ta phân tích tiếp Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn sơ bộ qua một uh, tí tẹ thôi về cái ý đồ tạo lập của chỉ số vn index ở trên chạc kỹ thuật ngày Thì Nhung đã có phân tích ở đây, sau khi mà chỉ số này vượt qua được vùng 1247 đến vùng 1260 thì uh, cái xu hướng uh, xu hướng kỹ thuật của chỉ số VN Index chúng ta sẽ có các cái điểm mà nó sẽ quay trở về mút nến 1247 đến vùng 1250 test cung tích lũy và ở đây chúng ta có hai cây nến test ở phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu tuần này. Vậy thì tuần tới phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba khả năng kịch bản này sẽ tiếp diễn. Có thể là tạo lập họ sẽ kéo lên ở khoảng quanh vùng 1270. Đó, khoảng vùng quanh vùng 1270 và sau đó thì nó sẽ tiếp tục và nó sẽ phải cần uh, cái sự sideways. Đây các anh chị, ví dụ trước khi mà chỉ số VN Index đi tiếp đúng không ạ? thì nó cũng có một cái biên sideways ở đây để nó 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 xác nhận cung cầu thì rất có thể ở đây cũng như vậy nó cần phải sideways và cái điểm mẫu chốt đấy là gì vùng 1247 nó không bị thủng thì khả năng chỉ số vn này có thể để tiếp tục kéo về vùng 1280 và sau đó chỉnh cung và nó bám cái kênh xu hướng trên này các anh chị nó bám cái kênh xu hướng trên này để nó trườn đi và trong trường hợp một cái ngày nào đó mà chỉ số vn index của chúng ta bị mất ở vùng 1247 thì đấy cũng sẽ là những cái dấu hiệu để mà chúng ta lưu ý đến cái kịch bản là chỉ số vn index sẽ lùi về ở những cái vùng hỗ trợ sâu hơn rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung tiếp theo của bản tin đó là phân tích một số các mã cổ phiếu uh, tiềm năng mà khá phổ phiếu gọi là đại chúng các anh chị tiềm năng thì cũng gọi là tiềm năng đấy và đại chúng tức là ông cũng đã lọc ra cố gắng lọc ra những cái mã cổ phiếu tốt nhất tối ưu nhất để giới thiệu đến với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư mở dự chỉnh ở vùng 44 và điểm sâu hơn thì khoảng quảng quanh vùng 43 thì các anh chị để ý là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai uh, sau khi mà nó bị mất ở vùng 44 thì nó lùi về vùng 43 và đặc tính tạo lập như hùng đã có phân tích. Phiên ngày giao dịch của ngày thứ hai nó lái hết tất cả những cái kịch bản về cổ phiếu và uh, trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì uh, thị trường uh, tạo đáy cổ phiếu tạo đáy và tất cả các mã cổ phiếu các nhóm ngành bắt đầu quay trở về phục hồi. Các anh chị nắm được như vậy để chúng ta phân tích ở trong quá trình cho nó dễ thì như vậy là quá trình phục hồi của MWG thì như vậy đầu tiên thôi nó sẽ về ở khoảng quanh vùng 45.5 đến khoảng vùng 46 và sau khi đó thì uh, MWG tiếp tục có một cái gáp tăng uh, mở một gap tăng lên đây và nó đã có điểm test một về lại vùng 46 và điểm test 2. ở đây sau một nhịp kéo thì bây giờ khả năng nó cũng có đang có điểm test 2. như vậy tuần tới thì khả năng uh, tích cực trong một kịch bản này là quan tích cực thì chỉ số này sẽ test về khoảng quanh vùng 46 46.2 còn điểm test sâu hơn thì có thể tính toán ở khoảng quanh vùng 45.3 đến khoảng vùng 45.5 tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ uh, tiếp tục hướng cái vùng cảng kỹ thuật của MWG về ở khoảng vùng 48 đến khoảng vùng 48.5 sao là một mã cổ phiếu khuyến nghị cầm dài đánh dài bởi vì nó gần như bây giờ nó đã là đáy của lợi nhuận khả năng theo như quan điểm cá nhân của ông Lê thì nó là 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 đáy của lợi nhuận ở cái thời điểm hiện tại của năm 2023. Thì trong tuần vừa qua chúng ta cũng dự báo như vậy thôi. Đầu tiên là mất vùng 67 thì khả năng nó sẽ đi về ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 65. 65 đến vùng 65.5 à 65 65.7 đấy các anh chị và trong tuần vừa qua thì nó về đúng cái điểm vùng 65.6 khả năng ở đây cái điểm này vùng 65.6 và bắt đầu nó có xu hướng phục hồi thì quá trình phục hồi thì như vậy thôi nó cứ phải đi từ từ đúng không ạ trước đây có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật chúng ta phân tích ở vùng 67.5 thì nó về 67.5 đã và nó đẩy qua và nó test lại đó và các anh chị để ý là là man có có tận một phiên cơ có tận mấy cây đến giờ test lại ở vùng 67.5 test thành công ở đây thì nó mở gáp tiếp tục lên vùng 70 và sau khi vượt qua vùng 70 thì Man San tiếp tục quay trở về test vùng 70 các anh chị đó tức là vượt cản về test cản đó là cái quy luật thông thường mà chúng ta đang bắt đầu có những cây nên giờ test khá thành công như vậy tuần tới khả năng sẽ test lại quanh 70 điểm sâu hơn sẽ là vùng 69 69.5 đến vùng 70 nó nôm na là có ba cái mức giá này Man San test thành công thì như vậy là ông sẽ tiếp tục hướng chúng ta sẽ tiếp tục hướng cái vùng cản kỹ thuật của Man San về khoảng quanh vùng 73 Vinamilk cũng là một cái trụ tích cực và Hùng cũng đã lọc ra để mà phân tích cho các anh chị trong cái quá trình đầu tư. Thì đối với Vinamilk trong vùng dự kiến chỉnh cung ở vùng 70.5 điểm sâu hơn ở vùng 69.5 thì nó chỉ về khoảng quanh vùng 70.5 đến vùng 71. Trong phiên giao dịch ngày thứ hai và tất cả các mã cổ phiếu đều đảo chiều ở xu hướng ở trong phiên giao dịch này. Ờ, hướng lên vùng target kỹ thuật 73.5 thì trong tuần là lên được khoảng tầm vùng 73.3 thì nó bắt đầu có xu hướng chỉnh cung kỹ thuật như vậy tuần tới ở vùng 71 71.5 kỳ vọng tích lũy thành công, mục tiêu thì không có gì cả. À, chúng ta sẽ hướng về vùng 73.5 và trong trường hợp tích cực thì Vinamilk vượt thoát được qua vùng 73.5 thì có thể hướng đến vùng 75. BVH là một mã cổ phiếu được phân tích sau và hiện tại thì uh, sau những cái điểm mua thu gom thì cổ phiếu BVH cũng đang có cái sự phục hồi khá là tích cực. Trong tuần dự kiến điểm chỉnh cung hộ uh, kỹ thuật ở vùng 41.8 đến vùng 42, đó là điểm một còn trong trường hợp thủng 41.8 thì chúng ta mới tính ở vùng hỗ trợ sau. Các anh chị lưu ý là một nguyên lý rất cơ bản đấy là cổ phiếu cổ phiếu gãy ở vùng hỗ trợ cao thì sẽ đi về vùng hỗ trợ thấp tiếp theo và cổ phiếu phá ở kháng cự thấp thì sẽ đi về vùng kháng cự cao tiếp theo đó là một nguyên lý thì vùng 41.842 BPH tích lũy thành công và đạt lên được cái target 42.5 sau đó tiếp tục hướng về cái vùng kỹ thuật 43 đến vùng 43.5 thì ở đây trong tuần là lên được vùng 43.2 tức là nó về lại được cái đỉnh cũ của trong phiên giao dịch ngày 19 ngày 20 Uh, của tháng 2 và bây giờ thì nó bắt đầu có xu hướng diện uh, lấp lại gáp bởi vì đây nó có cái khoảng gáp đấy các anh chị này như vậy tuần tới kỳ vọng là BBH uh, sẽ lấp lại khoảng quanh vùng 42.5 42.6 uh, test tích lý thành công ở vùng này thì mục tiêu như vậy là chúng ta sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật 43.5 uh, và trong trường hợp tích cực trong trường hợp tích cực thì ở đây thì cũng đã có phân tích ở trong bản tin tuần cũ rồi đó là gì sau khi mà vượt được qua vùng 43.5 thì chúng ta có thể hướng lên đến cái vùng giá mục tiêu cao hơn ở quanh vùng 4.4 đến khoảng vùng 4.5 của BVH. Với <laughs> trong tuần thì cũng chưa có nhiều cái sự đột biến. Thứ nhất đó là dự kiến test lại ở vùng 4.5 thì như vậy là vùng 1 nó test thành công và nó cũng có lực hồi hồi lên thì 47 sẽ trở thành vùng cản và trong tuần thì nó hồi lên được khoảng quanh vùng 46.5 và đây đang lại có những cây nến test này thì dự báo tuần tới khả năng là vùng 44.5 đến khoảng quanh vùng 45 nó tiếp tục trả cung test cung tích lũy thành công thì như vậy sẽ hướng được lại vùng 47 đến khoảng vùng 48 Ở à, cổ phiếu Vinhome <laughs> Theo Hùng thì uh, các anh chị chúng ta nên chiến đấu Vinhome bởi vì Vinhome là con gà đẻ trứng vàng, nó là làm về lĩnh vực về bất động sản các anh chị và đối với bất động sản của 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 họ Vic thì nó chỉ có lãi thôi chứ còn ít khi lỗ lắm. Nó lỗ là từ các cái hệ sinh thái khác của 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 nó, thế còn lại là tiền bất động sản các anh chị cứ nghĩ là bây giờ thu hồi các cái dự án uh, đất đền bù cho dân thì theo tiền triệu mét vuông mà sau đó thì các bác bán toàn tiền tỷ mét vuông hoặc tiền mấy chục triệu mét vuông thì đấy là nó gọi là siêu lợi nhuận còn gì nữa các anh chị đúng không ạ buôn gì cho nó lại bằng cái việc đó đền bù thì rất là rẻ mà khi bán ra trực tiếp cho người dân thì cực kỳ đắt đắt đỏ các anh chị VinHome trong tuần thì dự báo ở vùng 43 đó và vùng 43 nó tích lũy thành công thì nó có lực hồi lên vùng 41.5 đến khoảng vùng 45 hồi lên đây hồi lên đây thì nó lại bị gì nó bị đạp lại này và uh, hai cây nến kết thúc phiên của Vinhome khá là đẹp khi nó có những điểm nhún lại ở vùng 43.5 và rút lên ở vùng 44 Tuần tới có thể sẽ còn những cái điểm gì? Còn có những cái điểm test lại quanh vùng 43.5, điểm sau hơn có thể tính toán ở vùng 43. À, test tinh hiệu thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng 45.5 đến khoảng quanh vùng 46. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản công nghiệp và đối với 6 ngành bất động sản công nghiệp thì cá nhân Hùng Lê vẫn định hướng cho anh chị em nhà đầu tư trong năm 2024. Vì sao? Vì đất nước của chúng ta ngày một mở cửa, hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế lớn đó là lý do mà chúng ta sẽ kỳ vọng là cái vốn ép đầu tư cái thu hút cái vốn ép đầu tư nước ngoài vốn fdi đầu tư của nước ngoài vào việt nam rất là cao và công xưởng nhà xưởng mặt bằng cầu cảng tất cả mọi thứ cũng thấy rằng đang rất thuận lợi và đặc biệt là khi sân bay long thành được khánh thành các cái cảng biển ở thì vải rồi các cái cảng biển lớn của việt nam được nâng cấp thì đó sẽ là những cái cơ hội rất lớn của nhóm ngành bất động sản công nghiệp các anh chị lưu ý như vậy kbc <laughs> vùng dự, dự kiến chỉnh cung thì như vậy là vì trong tuần là chỉ cổ phiếu KBC bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 30.8 đến vùng 31 nên cũng có dự báo là gì ở vùng 30 30.2. Tuy nhiên đến phiên giao dịch của ngày thứ hai như cũng đã có phân tích rồi, đó là một cái phiên bẻ lái của thị trường. Và chúng ta để ý thấy là cổ phiếu KBC liên tục <laughs> đây các anh chị. Cổ phiếu KBC liên tục đi ngang ở quanh một cái ngưỡng giá ở vùng 34 30.5 nó sọc lên rồi nó đấy đấy thì như vậy là chúng ta có thể dự báo rằng đây đang là một cái vùng cái gì à, có một cái vùng có thể cân bằng của cổ phiếu các anh chị và vùng cân bằng này thì như vậy là nó không về đến cái vùng có thể là trong cái quá trình chúng ta dự báo nhé thì có thể nó sẽ sập sâu hơn hoặc là nó về cao hơn thì cái đó là cái diễn biến ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó đã chứng minh cho cái việc là à nó chỉ về đến ngay đây thôi và sau đó có sự phục hồi và sự hồi đó thì uh, cổ phiếu này bắt đầu lấy lại được vùng 30.8 đến vùng 31, vượt thoát lên và phiên giao dịch ngày 29 thì cổ phiếu bắt đầu tiếp tục quay trở lại test cung. Và phiên ngày 1 tháng 3 thì nó lại tiếp tục test ở vùng 30.8 đến vùng 31 là vùng hỗ trợ kỹ cái thuật tuần của cổ phiếu KBC. Uh, tích cực. Với động thái hiện tại như thế này thì chúng ta kỳ vọng vào tuần tới KBC sẽ hướng lại vùng 31.8 đến khoảng vùng 32. Cổ phiếu ITA thì <laughs> nó là một con con pen và đối với con này thì cái cách đánh là các anh chị không được đua xanh và chúng ta chỉ canh những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta gom thôi. Trong tuần dự kiến chỉnh về vùng 6.3, tuy nhiên anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày 27 thì nó có một cây cây nến mà à gì ITA bị mất vùng 6.3 thì khi vùng 6.3 bị mất thì nó sẽ hạ tiếp vùng 6.2 và các anh chị để ý thế là vùng 6.2 nó cũng dập chiều dập chiều và có những cái điểm hạ xuống đến tận vùng 6 và bắt đầu gì ở đây thì bắt đầu nó mới có cái xu hướng phục hồi khi mà tín hiệu đường MACD bắt đầu có dấu hiệu chuyển xanh với cách phục hồi như hiện tại thì khả năng tuần tới ITA sẽ vượt lên khoảng quanh vùng 6.3 sau đó thì nó sẽ quay trở về test cung ở khoảng quanh vùng 6.1 ở đây để nó kiểm định lại cái cái kênh xu hướng ở đây và test thành công ở vùng này thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng 6.5 đến khoảng quanh vùng 6.6. Cổ phiếu SSC là một siêu phẩm mà được uh, cá nhân Hùng Lê uh, phân tích khuyến nghị đầu tư với các anh chị em chúng ta cầm dài nắm dài và đối với mẫu hình này thì các anh chị có thể mua xong rồi các anh chị nắm giữ được rất là đẹp luôn. Thì trong tuần vừa qua chúng ta dự báo biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 41 40.5 đến vùng 40 và các anh chị để ý thấy rằng nó test cực khỏe luôn Nó chỉ test quanh vùng 41 thôi và sau đó nó phục hồi ở à, cái quá trình phục hồi thì lại chúng ta lại có vùng 4344. Cái vùng 4344 là target kỹ thuật và khi chạm đến vùng 44 thì nó lại test lại đẹp, rất đẹp về quanh vùng 42. Và hiện tại thì nó lại tiếp tục nhoi lên. Đây các cái cây nến giờ như thế này là rất có thể là tuần tới là cổ phiếu SGC sẽ tiếp tục đánh. Như vậy thì ừ, dự báo dự báo về cái mức target kỹ thuật tuần tới thì vùng 44 thì không phải bàn. 45 thì khả năng cũng không phải bàn nữa nhưng mà cái điểm xa hơn ở đây đó là vùng 46.5 đến vùng 47 thì đây mới là điểm cần bàn khả năng thì trong trường hợp mà cổ phiếu um, cổ phiếu SSC um, test tích lũy thành công ở quanh vùng 42 có thể nhé các anh chị có thể thì nó sẽ tiếp tục gọi là nó 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 test mô hình với kép tức là nó phải nhún lại một phát nữa đó, nó không thủng ở vùng 42 ở đây hoặc là nó kéo luôn hoặc là nó hoặc là nó mà thậm chí là không phải 42 đâu nó chỉ khoảng quanh vùng 42.5 thôi đó rồi sau đó nó sẽ vượt lên và chúng ta sẽ hướng về vùng 16.5 đến 47 IDC cũng là một mã cổ phiếu siêu phẩm và tính cơ bản tốt mọi thứ rất là tốt và con này đi chậm đi chắc, rất bền các anh chị dự báo ở vùng 55.6 sẽ quay trở về chỉnh cung và điểm sâu hơn sẽ là vùng 55 và các anh chị để ý là nó chỉ test về đúng cái điểm gọi là cái mút nến của tuần trước thôi là trên vùng 56 một tí, đó, và bắt đầu nó phục hồi, phục hồi thì cái điểm đầu tiên theo quan điểm của Hùng nó như vậy thôi, đầu tiên nó phải về vùng 58 và cây nến giờ này nó đánh hơi quá, đúng không ạ, thì sau đó nó lại test này các anh chị để ý này, nó test này, đó thì cái nguyên lý của nó là như vậy thôi đó, nó vượt lên cái vùng cản kỹ thuật 58 thì nó sẽ có xu hướng test lại và đây đang là những cây nến test rất thành công cái chị vì sao vì vùng 57.5 đến vùng 58 nó đã thể hiện là gì đây là một cái điểm test rất thành công có thể tuần tới nó test nhưng mà khả năng kỹ thuật test tiếp nó 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 chỉ chỉ về khoảng quanh vùng 58.5 thôi theo hùng thì nó 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 chỉ lanh quanh ở vùng 58.5 này thôi và sau đó thì nó sẽ tiếp tục hướng về vùng cản kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu này ở vùng 60 vượt vùng 60 thì nó sẽ đi lên được khoảng quanh vùng 62. Đó là cái vùng dự kiến các cái target tiếp theo. Cổ phiếu VGC cũng là một mã cổ phiếu hay ở trong nhóm ngành bất động sản công nghiệp vùng cũng đã có lọc ra để phân tích cho anh chị. Dự báo ở trong tuần ở vùng 52 52.5 và vô hình dung thì nó cũng test cực đẹp luôn các anh chị, nó chỉ nhún một nhíu nhẹo về quanh vùng 53 thôi. Đây. Đấy, cái phiên giao dịch ngày thứ hai là cái phiên quan trọng đó, nó là như vậy đó các anh chị chúng ta theo dõi các tín hiệu trong phiên và chúng ta nhận diện thấy là gì cổ phiếu có xu hướng đảo chiều và chỉ số vn index của chúng ta test thành công đó test thành công ở vùng 1210 chỉ số vn 30 của chúng ta test thành công ở vùng 1220 đó là những cái dấu hiệu cực kỳ quan trọng để giúp cho cả thị trường phục hồi thì quá trình phục hồi thì nó như vậy thôi đầu tiên nó sẽ phục hồi về vùng 54 chưa chạy được ngay đâu vượt qua vùng 54 thì nó vẫn phải quay trở về vùng 54 để nó test cung tích lũy đó đấy các anh chị 5455 là 5 54 54 5 54 5 là cản thì các anh chị khi vượt lên thì nó bao giờ nó sẽ quay lại đây và đây là những cái điểm quay lại và điểm thứ hai đó, sau khi quay lại test thành công ở vùng 53.5 rồi thì nó sẽ tiếp tục hướng vùng cản kỹ thuật 56 56.5 thì ở trong tuần cổ phiếu này là bắt đầu vượt lên đến cái vùng cản kỹ thuật rất đẹp đây nó đã có những cái điểm nhúi lại này và test lại vùng 54.5 khả năng với động thái này thì nó đã test khá là thành công rồi thì tuần tới nó sẽ kéo luôn thôi nếu có nhún À, nếu có nhún thì nó cũng nhún nhảy về khoảng quanh vùng 55 đây này đó. khoảng khoảng quanh vùng này rồi sau đó thì nó sẽ tiếp tục uh, hướng về vùng giá mục tiêu 56 đến vùng 56.5 vượt vùng 56.5 thì trong nhịp này người vgc ở chúng ta cũng sẽ túc tắc ngắm lên ở uh, vùng target kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 58 mã cổ phiếu tiếp uh, khuyến nghị cổ uh, cầm dài đánh dài và đối với tip thì nó có những cái 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 gì nhỉ gọi là có những cái điểm đánh nó rất là phê, các anh chị rất là phê khi mà nó vào những cái guồng hoặc là nó vào những cái vị thế thì nó rất là phê. Thì đối với tip trong tuần thì trong một quá trình mà nó nó mở gáp ở tuần trước đúng không ạ? Thì tuần này có dự kiến là nó sẽ lấp về khoảng quanh vùng 26 và điểm sau hơn sẽ là vùng 25 nhưng mà tip lấp quá khỏe luôn. Nó chỉ ở vùng 26.5 các anh chị chạm về vùng và đây các anh chị, vùng 26.5, 26.7 và nó tiếp nó chỉ lấp về đến đến cái vùng ở trên này, tức là uh, là khỏe các anh chị. Chúng ta dự báo ở một cái điểm sâu hơn mà nó chỉ uh, nó, nó 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 không về đến cái điểm sâu đó mà nó về ở cái điểm cao thì đấy là cổ phiếu rất khỏe. Và sau đó thì nó vượt thoát, nó vượt thoát và nó quay trở lại cái vùng cảng cái thuật uh, mà nó đã hình thành ở trong tuần trước đó là vùng 28 28.5, hiện tại thì nó đang có một cái hướng chỉ cung với cách vận hành như thế này thì như vậy là tip sẽ quay trở lại chắc chắn là khả năng là nó sẽ quay trở lại vùng 26.5 đấy để chúng ta kiểm định lại vùng này chưa chạy được ngay đâu nó cũng phải nó cũng phải nhành nhàng chán ở cái vùng hột vùng vùng cảng kỹ thuật này trước khi mà nó có thể đánh đánh tiếp và khả năng tip thì nhịp này cái 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 quan điểm của tip về khoảng quanh vùng giá 30 là sáng anh gì nhé bởi vì khi con tip nó đánh thì 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 thì, thì nó tương mừng lắm Chứ nó không đánh lương lương khơn đâu riêng đối với tạo lập của tip là như vậy chúng ta cùng phân tích sang nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì với sóng ngành thép thì cũng như vậy thôi vẫn là một cái sóng ngành định hướng cho năm 2024 vì hoạt động đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy và có thể năm 2024 sóng ngành bất động sản khu à sóng ngành bất động sản dân cư sẽ bắt đầu quay trở lại và các anh chị để ý thấy là bây giờ giá nhà trung cư đang trung cư ở hà nội đang cực kỳ đắt đỏ các anh chị và đối với các cái công trình xây dựng chung cư ấy đấy là nó tiêu tốn thép nhiều lắm các anh chị thép cực kỳ nhiều luôn rồi các cái biệt thự liền kề vân 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 vân. Thế thì có thể là sau khi mà sóng ngành sóng của 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 giá chung cư được đẩy lên thì như vậy là sóng ngành các cái bất động sản liền kề các thứ nó cũng sẽ được đẩy theo đó các anh chị. Và thép sẽ là được là là nhóm anh sẽ được hưởng lợi ở cái vùng đó. Thì trong tuần vừa qua <laughs> chúng ta cũng đã chứng kiến được cái sự phục hồi của nhóm thép khá là tích cực. HPG vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 28 28.3 đây trong phiên giao dịch của ngày thứ hai nó tích lũy thành công vùng 28.3 sau đó thì nó tiếp tục công lên vùng 29 và cây nến giờ này là một cây nến giờ cực kỳ khỏe giúp cho cổ phiếu bắt đầu hoàn thành lên vùng target 29.5 tiếp theo giúp cổ phiếu hoàn thành vùng target mục tiêu ở vùng 30 và sau khi mà cổ phiếu trong tuần thì cũng có cập nhật lại tiếp xu hướng của nhóm thép thì có dự báo là gì khi mà nó vứt 30 thì nó phải quay nó nên quay trở lại về vùng 29.5 đến vùng 30 nó quay trở lại test cung nhưng thực tế là nó tiếp tục kéo nó tiếp tục kéo về vùng 31 và hiện tại thì nó đang khá dập chiều ở đây thì trong tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng là vùng 30 đến khoảng 30 đến khoảng vùng 30.5 anh chị à, vùng 29.5 ông không về thì khả năng là ông 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 lùi lại khoảng quanh vùng 30 để cho anh em còn thứ nhất là nó chỉnh cung như vậy á thì cái cái điểm mua mình mình vào mình mua mình cảm giác nó an toàn đó và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng có một cái giá vốn khá là tích cực và hiện tại thì hòa phát đã chính thức break đỉnh rồi và mục tiêu tiếp theo của hòa phát chúng ta sẽ hướng về quanh vùng kỹ thuật 32 hoa sen trong tuần thì hoa sen cũng đã test thành công ở biên hỗ trợ kỹ thuật thì như dùng đã có phân tích ở đây, dự báo vùng 21.8 đến vùng 22 sẽ là vùng mà ở cổ phiếu Hoa Sen sẽ trả cung. Và các anh chị để ý này, đó ví dụ như đây là một cái cách mà chúng ta quan sát thôi. Trong phiên giao dịch ngày thứ hai, đó các anh chị nhìn thấy không ạ? hoa sen nó chỉ đi uh, điểm nến trên đến dưới tức là nó đi dập dìu như này nó đi như này đó nó kéo lên rồi nó lại đấy và kéo lên và cái điểm là gì chúng ta nhìn thấy là liên tục có những cây nến giờ không thủng ở một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nào đó thì đấy có là sẽ, sẽ là thời điểm là gì cổ phiếu nó sẽ không chỉnh đến vùng 22 mà nó chỉ test vùng hai một thôi đó và cây nến giờ này các anh chị là cây nến giờ giá trị nó xác nhận cho chúng ta thấy rằng là a à, như vậy là thị trường phục hồi cổ phiếu phục hồi rồi các bạn ơi đấy và trong quá trình phục hồi như vậy thôi Thì đầu tiên là nó sẽ phải về lại vùng đây này Đấy Cách thức là như vậy Đó nó phải vượt lại lên lên đây Và đây chính là vùng 22.7 Và cây đến giờ này thì giúp cho cổ phiếu về vùng 23 và vùng 23.2 Sau đó thì nó gì Nó tiếp tục quay trở về chỉnh cung Đó các anh chị Thì nó cái cái quy luật vận hành như vậy thôi Các anh chị đừng có đua ở cây này mà chúng ta Ở đây vùng hỗ trợ này này 2.6, 2.7 đây là vùng chúng ta cân Rồi À, tích cực, khá tích cực rồi à, Bật lên như thế này là khá tích cực rồi Phía này nhún về vùng 2.8 và rút lên trên vùng 23 Như vậy dự báo Về thiên đường kỹ thuật ở trong tuần tới Nếu có chỉnh thì nó cũng sẽ chỉnh Về khoảng quanh vùng 23.8 thôi Đó, à xin lỗi cả nhà 22.8 Và sau đó thì chúng ta sẽ dự báo Là khả năng thì cổ phiếu sẽ bắt đầu tiếp tục Hành trình vượt lên vùng 23.5 Đến khoảng quanh vùng 24 à, Cổ phiếu Nam Kim <laughs> Khá tích cực đó, Nam Kim thì cũng có dự báo vùng 22.8 đến vùng 23. Và chúng ta để thấy cũng như vậy thôi, tương tự như vậy thì Nam Kim nó đây là cái mút nến này và cái thứ hai là chúng ta nhìn thấy những cây nến giờ là Nam Kim chỉ giao dịch ở khoảng quanh vùng 23.35. Đó, nó cứ dập dìu quanh vùng này và sau đó cây nến giờ này là cây nến giờ kết thúc cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Nó vượt lên vùng 23.5 cho chúng ta dự báo là gì? À như vậy là nó vượt lại vùng hỗ trợ. Rồi sau đó nó tiếp tục tiếp tục công lên đến cái vùng à, vùng bên này là hỗ trợ đúng không? Vùng 23.8 đến vùng 23.9 là hỗ trợ bên này thì bây giờ vùng cản và lên đến đây. Thì anh chị nhìn thấy một cây nến nó test và đến ngày phiên ngày 27 thì như vậy nó tiếp tục vượt lên trên vùng 23.8 23.9 nhưng sau đó nó phải quay trở về nó test cung để nó hình thành một cái nhịp thứ hai đây. Và cái nhịp sóng thứ hai này khá là tích cực rồi. Đó, sau khi nó chỉnh cung xong nhưng khi nó chỉnh cũng xong và thậm chí là trong phiên giao dịch của ngày thứ sáu đúng không ạ nó cũng đã có những điểm gì chỉnh lại khoảng quanh vùng 24 đây là điểm test cung khá là tích cực tuần tới có thể vùng 24 24.1 này à, kỳ vọng test tích lũy thành công chúng ta ngắm vùng 24.6 và điểm xa hơn sẽ là vùng 25 VGS như cũng có chia sẻ đối với mã cổ phiếu này mà đánh T cộng hoặc là đánh lướt ở trong danh mục thì cực phê luôn đó trong tuần dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 22 21.8 đến vùng 22 đấy bốn cây đến giờ test rất thành công và đến sau đó thì cây đến giờ kết thúc nó nó rút chân lên nó báo hiệu cho chúng ta một cái xu hướng phục hồi uh, test đáy thành công tín hiệu đường MACD đây tín hiệu hiệu đường MACD bắt đầu xanh phiên ngày 27 hoàn thành target 23 xong đó hướng về vùng giá mục tiêu 24 24.2 và khi mà đạt được cái vùng cản kỹ thuật này thì cổ phiếu cũng đã có cái điểm test kỹ thuật đẹp 235 237 tiếp tục hướng lên vùng 25 và khi chạm vùng 25 thì nó lại tiếp tục test vùng 24 24.2 như vậy là về bản chất là sau khi break cản 24 24.2 thì cổ phiếu đã bắt đầu cổ phiếu đã bắt đầu có những cái điểm test cung ở quay trở về ở quay trở về vùng đỉnh và đây là những cái điểm test cung theo quan điểm hùng về kỹ thuật là cực đẹp luôn nó đánh rất hay cứ vượt qua đỉnh rồi quay về test đỉnh rồi vượt qua đỉnh quay về test đỉnh đó là một mô hình test rất hay tuần tới dự báo sẽ tiếp tục công vùng cản kỹ thuật 25 và điểm xa hơn sẽ là quanh vùng hạ hướng về vùng cản 26 cổ phiếu TLH ở đây à, con pen này cũng oánh uh, cũng, cũng 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 T0 T1 cũng ác đấy. đấy trong tuần chúng ta dự kiến ở vùng 7.6 à, 7.7 vùng 7.8 này cây nến này là nó chạm đúng 7.8 xong đó một phát là rút chân lên đến vùng 8.25 luôn tức là từ đáy lên đỉnh rồi lại test hỗ trợ đó. và hỗ trợ tuần thì như vậy tuần tới à, khả năng ở quanh vùng 8.05 dự báo vậy thôi quanh vùng 8.05 à, quanh vùng 8.05 sẽ là biên mà cổ phiếu này dự báo có thể có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng này có thể canh mua mục tiêu sẽ hướng về vùng 8.2 8.25 và xa hơn là 8.35 ở đây đang là cạn ngắn cạn ngắn của cổ phiếu TLH Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công và sáu ngành đầu tư công tiếp tục được cá nhân Hùng Lê định hướng cho năm 2024. Vì sao? Vì để mà hút được vốn đầu tư nước ngoài để mà hội nhập kinh tế sâu rộng để mà kết nối giao thương thì cái điều đầu tiên đó phải là hạ tầng giao thông các anh chị. Và đất nước chúng ta, chính phủ chúng ta cũng đang dành một cái nguồn tiền cực kỳ lớn cho đầu tư công, vấn đề là không giải ngân được nó mắc chính sách thì cũng có thể kỳ vọng năm 2024 các bác sẽ tháo gỡ những cái chính sách đó để cái dòng tiền nó được bung ra thị trường. Khi dòng tiền nó bung ra thị trường thì nó kích cầu rất nhiều thứ các anh chị, nó kích cầu rất nhiều thứ. Thứ nhất là GDP tốt này, rồi thu hút việc làm cho người lao động này, rồi nó kéo theo các cái ngành nghề phụ ví dụ như sản xuất xi măng này, sản xuất đá này, sản xuất thép này, rồi sản xuất nhựa đường này đi theo này, đúng không ạ? rồi là nó lại thêm rất nhiều các dịch vụ tiêu dùng khác ví dụ như là uh, các ông làm dự án nhiều thì công nhân nhiều công nhân nhiều thì phải ăn nhiều ăn nhiều thì phải mặc quần áo nhiều mặc quần áo nhiều thì phải mua mì tôm nhiều đúng không thế thì chính là khi ông bán mì tôm ông cũng có lợi đấy rồi là ông nhiều công nhân đúng không ạ ông bán thuốc lá ông có lợi nên là cái câu chuyện là cái ngành đầu tư công nó nó sẽ là một cái vai trò dẫn dắt nó gần như là một cái vai trò dẫn dắt về nền kinh tế và chính vì một cái vai trò dẫn dắt về nền kinh tế như vậy cho nên là đấy cũng sẽ là một cái nhóm ngành xương sống của thị trường và chúng ta sẽ liên tục bám biên và phân tích đúng không anh chị hỗ trợ ngắn thì các anh chị canh mua và cản kỹ thuật ngắn thì các anh chị canh bán và ksb là một mẫu hình cổ phiếu khuyến nghị các anh chị cho năm 2024 các anh chị ôm chết chùng lên ôm ôm như đỉa đói và chúng ta thì tích tích sản thêm cổ phiếu này thôi các anh chị cứ cứ để đến xong cuối năm 2024 thì nó sẽ đi đâu các anh chị <laughs> rồi cổ phiếu KSB ở vùng 25 dự báo ở vùng 25 và vùng 25 đã tích lũy thành công các anh chị chính vì vậy vùng 25 nó tích thành công rồi thì làm sao nó còn có cái vùng ở dưới này nữa đúng không ạ à, chúng ta chỉ nhìn ở đây là chúng ta thấy rằng là những cái cây nến giờ nó chỉ test về vùng 25 xong đó nó lại nhúi lên thì như vậy là gì nó rút chân lên nó tích cực rồi tích lũy thành công vùng 25 thì chúng ta sẽ có vùng cản cái thuật 26.4 à, lên đến vùng này à, nó quay trở về chỉnh cung ở vùng 25.4 rất đẹp và sau đó thì cổ phiếu KB tiếp tục có lực cầu và tiếp tục công lên vùng cản kỹ thuật 27. Tuần tới khả năng nếu nó có lấp thì nó sẽ lấp lại quanh vùng 26, 26.4. 26, 26.2, 26 26.4. Đây các anh chị này, kỳ vọng lấp thành công ở vùng này. Bởi vì ở đây là chúng ta thấy rằng là cổ phiếu KSB liên tục có những điểm mở gáp lên, đúng không? Mở gáp lên và sau đó nó lấp lại gáp thành công. Mục tiêu thì sẽ bứt vùng 27 và hướng về vùng cản kỹ thuật 28. Cổ phiếu PLC cũng là một mã cổ phiếu rất hay của ngành đầu tư công, đó là ngành sản xuất thảm, rải thảm nhựa đường các anh chị. Đó. Thì trong tuần chúng ta có dự báo điểm đầu tiên nó sẽ về lùi lại vùng 31.8 đến vùng 32, thủng vùng này thì như vậy là chúng ta mới tính toán ở cái vùng hỗ trợ thấp. trong tuần thì đây, cơ bản là nó ở vùng 31.5 mươi <laughs> 31.6. Nó test tích lũy thành công. khi test tích lũy thành công như thế này thì nó sẽ hướng đến cái vùng cảng kỹ thuật ở đây vùng cảng của nó ở đây ngắn hạn là vùng 33.5 đến vùng 34 dự báo tuần tới với đà Uh, phục hồi như hiện tại lực cầu tốt thì như vậy là cổ phiếu sẽ tiếp tục hướng về vùng 34 và tại đây thì chúng ta lại đánh giá thêm uh, cái khả năng đi tiếp của của cổ phiếu. Trong trường hợp mà bứt vùng 34 thì chúng sẽ tiếp tục xây dựng thêm các cái target tiếp theo. VCG trong tuần uh, cũng rất là tích cực rồi. Uh, trong uh, phân tích dự kiến thì chúng ta có dự kiến ở vùng 23.5. Uh, tuy nhiên uh, chúng ta nói quay lại đó là phiên ngày 26 thì chúng ta thấy rằng là VCG uh, liên tục nó có những cái điểm quanh tham chiếu ở vùng 24 và cây nến giờ kết thúc phiên ở đây nó đã vượt lại vùng 24.2 điều đó cho thấy rằng là uh, cổ phiếu bắt đầu có một cái xu hướng diện có xu hướng phục hồi và tín hiệu đường MACD thì bắt đầu chuyển xanh từ phiên giao dịch của ngày 26 ở à, trong tuần sau khi mà nó bứt lại được ở đây là vùng cản à, bên này là hỗ trợ các anh chị nhé bên này là hỗ trợ ở vùng 24.5 thì bên này nó sẽ trở thành vùng cản kỹ thuật và sau đó thì cổ phiếu đã kéo qua vùng cản kỹ thuật và và diện và test lại vùng cản kỹ thuật đó mô típ rất hay và nó test lại được ở vùng 24.3 trước khi mà có cái sự phục hồi ở trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 3 với những cây nến giờ như này là những cây nến giờ hết sức là tích cực và với xu hướng hiện tại thì chúng ta sẽ dự báo điều gì Dự báo là nó sẽ tiếp tục công về vùng cản Đây các anh chị này bên này là hỗ trợ nhé đó, Vùng 25, 25.1 thì tuần tới dự báo nó sẽ vượt qua vùng cản cái thuật 25.1 Để hướng về vùng tiếp theo đó là vùng 25.5 đến vùng 26 Đặc biệt tích cực hơn thì có thể là VCG sẽ hướng về quanh vùng cản 26 Cổ phiếu FCN trong tuần cũng đánh rất là đúng bài và thuần về kỹ thuật luôn Dự báo ở vùng 13.9 đến khoảng quanh vùng 14 thì về đến đây nhé Thì nó bắt đầu nó phục hồi Nó phục hồi thì nó chạm đến cái vùng uh, hỗ trợ bên này là hỗ trợ 14.35 Thì nó chạm đúng cản 14.35 và nó bắt đầu nó quay lại đạn test lại ở vùng 14 Cực đẹp luôn Đó test ở vùng 14 và sau đó nó lại tiếp tục rút lên ở vùng 14.5 và phiên ngày hôm nay thì tiếp tục có một cái điểm à, hạ lại gọi là cây nến giờ test lại vùng 14.35 tức là vượt cản test cản vượt cản test cản đó thì đấy là những cái mô típ mà thị trường nó đánh khá là hay ở trong tuần vừa qua với động thái hiện tại như thế này thì tuần tới có thể nó sẽ có những cái điểm ở khoảng quanh vùng 14.4 đó <laughs> quanh vùng 14.4 rồi tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hướng vùng 14.8 đến khoảng quanh vùng 15 của FCN LCG trong tuần vừa qua tích cực với dòng tiền lớn và cổ phiếu cũng đã vượt thoát qua được một số các cái cản kỹ thuật khá là quan trọng. Thì đối với LCG dự báo là gì? Ví dụ trong tuần trước không có dự báo là LCG sẽ gì sẽ lấp gáp về vùng 13 này. Thì các anh chị để ý là cây nến tuần là nó mất vùng 13. Và khi mất vùng 13 thì chúng ta lại tiếp tục dự báo là gì vùng 12.7. Và trong trường hợp 12.7 bị mất thì nó lại xuống về đâu? 12.4, 12.3 và rất thành công ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai ngày 26 sáu. À, nó chỉ Lích tích lích tích gọi là gì ở biên 12.7 12.8 đấy các anh chị để ý đây ạ đó và từ đây thì như vậy là gì bắt đầu có những cái nến phục hồi và phục hồi khi phục hồi á, thì nó lại gì nó lại vượt lại được đây này các anh chị để ý nhé lcg đấy phiên giao dịch của ngày thứ ba thì nó vượt lại được trên vùng 13 nó test khá là thành công ở vùng 13 và sau đó thì nó rút chân lên và nó tiếp tục hướng về vùng cản kỹ thuật 13.3 đó chạm đến vùng 13.3 đến vùng 13.4 là cản rồi thì nó lại gì nó lại lùi lại anh chị nó đánh rất nhịp nhàng cũng thấy đầu tư công tuần vừa rồi nó lùi lại nó lùi lại thì lại vùng 12.8 đến vùng 13 test thành công trước khi mà nó có một cây nến uh, trần uh, tăng kịch trần ở trong tuần vừa qua thì cái đặc tính tạo lập của cổ phiếu LCG các anh chị quan sát ở đây nhé đây là một cây nến tăng rất mạnh và đây cũng cây nến, nến tăng rất mạnh và sau một cây nến tăng rất mạnh thì các anh chị nhìn thấy gì ạ nó trả hết cung thì cũng có thể là như vậy thôi tuần tới nó có thể mở gáp lên à, nó có thể mở gáp lên khoảng quanh vùng sau đó thì nó sẽ test lại vùng 36 và điểm sâu hơn thì có thể vùng 3.3 tức là gì nó con này nó hay có cái điểm trả hết gáp nhé nên các anh chị lưu ý mình nắm được cái đặc tính tạo lập như vậy để làm gì để có mua thì là chúng ta uh, ke những cây chỉnh chúng ta mua chứ chúng ta không phải đâm đầu vào những cây trần mà chúng ta mua đó cổ phiếu HHV trong tuần thì có dự kiến ở đây là vùng 15 15.1 đấy các anh chị Ok test rất thành công ở vùng 15 15.1 vì vì sao chúng ta dự báo vùng này? Bởi vì cái vùng hỗ trợ trên là vùng 15.3 nó bị thủng á Thì nó sẽ hạ về đây thôi Và đây là những cây nến giờ test thành công Đấy, thành công đấy các anh chị này, cứ chạm về đây nó lên này chạm về, đây, nó lên. chạm về đây nó lên, chạm về đây nó lên, thì như vậy là thành công Nhưng còn gì nữa đúng không ạ? Còn ví dụ chạm về đây, ví dụ trong trường hợp mà về đến đây Xong nó thỏng này, về đến đây xong nó thỏng này Về đến đây xong nó thỏng, thì đó là thất bại Đấy, đơn giản như vậy thôi Chúng ta quan sát nến thì chúng ta chỉ dự báo như vậy thôi Và khi nó test tích lũy thành công rồi thì nó sẽ hướng về cái vùng target mục tiêu đầu tiên đó là vùng 15.7 và trong tuần vừa qua thì nhịp một thì nó lên suy thoát đến vùng 15.7 và nó test lại đây này nó test lại vùng 15.3 thì chính là vùng 15.3 là chính là vùng mùng đã có phân tích khá là kỹ ở trong các cái tuần vừa qua đó là vùng một đợt kỹ thuật của cổ phiếu này thì bây giờ nó quay trở lại vùng 15.3 test rồi kéo lên vùng 15.7 và đặc biệt cây đến giờ kết thúc phiên là một cây đến giờ giá trị các anh chị nó nhún về vùng 15.5 sau đó rút chân lên thì đây là một cái điểm test cực kỳ giá trị tuần tới có thể là nó sẽ có những cái điểm rơ lắc lại quanh vùng 15.6 hoặc vùng 15.5 test đi đi thành công như vậy mục tiêu của HHV chúng ta hướng về vùng 16.1 đến vùng 16.2 Chúng ta sẽ đi phân tích sang một nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đối với nhóm ngành này trong thời gian vừa qua dòng tiền chưa có lý do vì sao mà dòng tiền chưa có bởi vì tiền nó đang nằm ở banh và nằm ở nhóm ngành chứng khoán chính vì vậy nên là 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 cái cách tạo lập về thị trường đó, tập trung họ đang tập trung vào đó và phải trừ khi nào mà nhóm banh phân phối tức là nhóm banh hết sóng rồi có thể nhóm chứng khoán hết sóng thì khi đó bất động sản của chúng ta mới có một cái quá trình giao dịch sôi động và đây đang là những cái thời điểm gì nhóm ngành bất động sản của chúng ta hình thành đáy hình thành đáy các hình thành một cái nền tích lũy thì đó là thời điểm mà các anh chị uh, tích lũy cổ phiếu và chúng ta tích lũy để chúng ta chờ đợi những con sóng rất là lớn uh, đằng sau đó <cười> <cười> cổ phiếu sale trong tuần thì cũng có dự kiến ở vùng 21 ở đây và các anh chị để ý thấy đúng không ạ? Đây là những cây nến test của xe cực kỳ thành công. Cứ chạm 21 là bật lên thì đó là thành công đúng không ạ? Đơn giản thì có hiểu như vậy thôi. Đó và sau đó thì, thì tín hiệu đường MACD bắt đầu có cái sự gì ạ? Từ đỏ chuyển sang xanh. Và xanh thì đa phần là cổ phiếu nó chỉ tăng thôi. Đó và bắt đầu hình thành lên vùng 22. Vượt thoát qua vùng 22 thì nó lại quay trở về vùng 21.8 đến vùng 22 để nó test cung lại và đây đang là những cái điểm test cung thành công thì bắt đầu nó mới kéo tiếp nhịp hai lên vùng 22.7. Gặp vùng 2.7 thì nó lại phải chỉnh lại và tuần tới trong trường hợp tích cực thì nó sẽ ở khoảng vùng 22.2, 2.32, 2.4. Test tích lý thành công ở ở điểm này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục gì ạ, chúng ta lại tiếp tục dự báo về xu hướng Uh, cản kỹ thuật của nó là vùng 22 23.3 đến vùng 23.5. Nó cứ bình tĩnh như vậy thôi, chúng ta xây từ từ. <laughs> HDG là sau những cái câu chuyện về thanh tra thanh trẻ đúng không ạ thì đây chúng ta bắt đầu xây dựng một cái xu hướng lên vòng zoom nhỏ lại để chúng ta nhìn thấy một tí đúng không ạ đấy đấy đúng rồi đây từ đây này chúng ta xây lên này test thành công của chúng ta xây lên này test thành công của chúng ta xây lên và trong chỉ có trong tuần vừa qua thì nó bắt đầu gì nó bắt đầu nó có một cái xu hướng là bị uh, bị thủng bị thủng mất một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đây này bản chất là nó bị trong tuần uh, trong cái tuần giao dịch trước nó bị thủng mất cái vùng này, này. đó đây anh chị đây nó bị thủng mất cái vùng này mươi vùng 26.4 và khi vùng 26.4 nó bị mất thì như vậy là vùng 26.4 nó bị mất thì như vậy là chúng ta lùi về vùng 26 ở trong tuần vừa qua đây các anh chị nó nhún qua vùng 26 thôi nhưng mà bản chất là hai cây đến giờ kết thúc phiên thì như vậy là cổ phiếu vượt lại được vùng 26 và sau đó phiên ngày 27 thì nó test thành công ở trên vùng 26 trước khi có một cây nến giờ kéo rất mạnh kéo rất mạnh và nó phục hồi lên được đến cái vùng cảnh thuật ở vùng 26.8 đến quanh vùng 27 và khi lên đến vùng 26.8, đến vùng 27 là vùng cản thì bản thân là cổ phiếu cũng đã tự gì? Đã tự chỉnh cung ở trong tuần vừa qua và nó quay trở lại test ở vùng 26.4. Tức là gì nó test? Đây các anh chị này, nó test đúng cái hỗ trợ. Đây các anh chị, đó. Đây 26.4 đây. Ở bên này là hỗ trợ thì bây giờ bên này nó quay lại nó test đúng cái hỗ trợ của tuần 26.4 rất đẹp. Phục hồi và hướng về vùng 27.5. Thực ra cây nến kết thúc phiên của ngày thứ sáu là một cây nến tăng kịch trần. À, bản thân cây nến này thì hùng cũng không có mường tượng được không có định lượng được bởi vì trong cái xu hướng thì hùng cũng dự báo là nó sẽ đánh uh, căng đét thì nó cũng sẽ về khoảng quanh vùng 27.5 đến khoảng vùng 27.6 thôi bởi vì đây là vùng cản thì nó sẽ chỉnh cung nhưng trên thực tế là cây nến giờ này cây nến giờ trước đó thì nó chỉnh cung tức là khi nó chạm về đây thì nó chỉnh đúng không ạ nhưng mà đến cây nến giờ thứ hai thì như vậy là uh, như vậy là cổ phiếu bắt đầu có sự vượt thoát đi lên và nó đánh thủng vùng 27.8. Như vậy tuần tới khả năng theo góc độ kỳ vọng thì có thể kỳ vọng là gì? HDG sẽ chỉnh cung về vùng 28 27.8 và thậm chí là điểm sâu hơn thì có thể là về quay trở lại về vùng 27.5 bởi vì sau khi bứt cản thì thông thường ấy, thông thường là 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 cổ phiếu nó cần phải quay trở về test lại vùng cản thì nó mới đi tiếp được. Đó là dự báo là như vậy. Nam Long khá là tích cực. Nam Long khá là tích cực. Ok, đây. Nam Long thủng vùng 38 thì chúng ta sẽ dự báo ở vùng 36.8 đến vùng 37 test thành công luôn trong phiên giao dịch ngày thứ hai và rút lại vùng 37.5. Ờ, khi vùng 37.5 thành công thì như vậy là nó sẽ hướng về vùng 38, 38 thành công thì nó sẽ hướng về vùng 39.5 và tại vùng 39.5 thì bây giờ nó chưa có chỉnh cung và cây đến giờ kết thúc phiên thì như vậy là Nam Long kéo khá là tích cực ở đây. Như vậy tuần tới khả năng thì chúng ta sẽ dự báo là Nam Long có khỏe thì nó sẽ test lại khoảng quanh vùng 39.5 yếu hơn thì quanh quanh vùng 39 nhưng khả năng là nó sẽ lình trình ở khoảng vùng 39 cộng 39.5 cộng trừ 0.3. 39.5 cộng trừ 0.3. Đó, nó sẽ loanh quanh ở quanh vùng này và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến cái vùng cả cái thuật tiếp theo ở vùng 40.8 đến khoảng vùng 41. Cổ phiếu HDC trong tuần thì chưa có nhiều động lực uh, có kéo lên nhưng mà sau đó thì nó lại bắt đầu nó quay trở lại chỉnh cung thì cái cách chỉnh cung này cũng khá là đẹp. Sự kiến ở vùng 29.5 đến vùng 30 nó sẽ quay trở về đây test tích lũy. À, tuy nhiên ở phiên giao dịch ngày thứ hai thì các anh chị để ý đấy rồi. thầm chúng ta nhìn chúng ta nhìn luôn cái điểm gọi là mút nến của ngày 30 thì nó chỉ nhún qua vùng 30.4 rồi nó lại rút lên và cơ bản ở vùng 30.2 30.4 test khá thành công. Hai cây nến giờ kết thúc phiên thì như vậy là gì? À, HTC HDC đã vượt lại trên được vùng 30.4 và như vậy thì nó bắt đầu xu hướng phục hồi thì cách phục hồi thì như vậy thôi nó thực ra nó vượt qua vùng 31 này rồi nó test lại ở dưới dưới cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này ở đây là vùng 30.7 30.8 rồi và khả năng tuần tới thì cái biên biên test kỹ thuật này uh, sẽ có thêm một đến hai cái nền test kỹ thuật và kỳ vọng là gì uh, test tích lũy thành công ở vùng này và cổ phiếu vượt thoát lại vùng 31 và um, tuần tới thì xu hướng của ngành bất động sản khá là tích cực nên là chúng ta đã dự báo ở vùng 31.9 đến khoảng quanh vùng 32. Đạt Phương dòng tiền tích cực và trong tuần vừa qua thì Đạt Phương test thành công ở hỗ trợ và cũng bắt đầu có những cái xu hướng đi lên rất là ổn áp luôn. Thì đối với Đạt Phương như vậy thôi. Đầu tiên nó sẽ, đây như các anh chị tuần trước nè, nó lùi về vùng 40.5. Cây nến 40.5 bị vỡ thì như vậy nó sẽ về 39.5. Và 39.5 bị vỡ thì nó sẽ lùi sâu hơn ở vùng 35 38 5 38 và 7 các anh chị và về cơ bản thì vùng 39.5 nó có chỉnh cung qua nhưng hai cây nến giờ kết thúc phiên nó lấy lại được vùng 39.5 điều đó nó xác nhận rằng cho chúng ta thấy rằng à như vậy cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 39.5 của Đạt Phương là tương đối tích cực ở đây thì <laughs> như vậy thôi khi hồi thì nó lại về lại vùng 40.5 40.8 và các anh chị để ý nhá bên này là hỗ trợ 40.5 40.8 thì chạm đây lại trở thành vùng cản và vùng cản thì nó lại tự tự chỉnh cung và nó tự test lại ở vùng 39.5, tương đối đẹp và tích cực trước khi mà hình thành một cái nhịp long ở đây này. Nhịp long này là đẹp rồi, như vậy là nó vượt lên được trên vùng 48.5 với lực cầu khá này. Những cây nến giờ này là những cây nến giờ tích cực này. Tuần tới thì không biết là có chỉnh về vùng 40.5 nữa không? À 40.8. Khả năng vùng 40.8 đến khoảng vùng 41 có thể có một điểm nhún của đạt phương về đây và À, sau khi nhún tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ hướng uh, target kỹ thuật đặc phương lên vùng 42 điểm xa hơn <laughs> điểm xa hơn là điểm xa hơn đạt phương thì chúng ta có thể uh, kỳ vọng lên vùng 43 43.5 và đây sẽ là vùng cản kỹ thuật nên là các anh chị lưu ý uh, chúng ta cân là chúng ta cân ở những vùng gì ạ các anh chị ở những vùng hỗ trợ này đây là những vùng hỗ trợ này kéo lên xong tỉnh cũng tích lại lưu ý lại này còn lên đến vùng 42 43 và 43.5 đó là vùng cản kỹ thuật của Đạt Phương rồi các anh chị uh, tránh hạn chế đánh đua ở những cái vùng đó cổ phiếu DG ở đây chúng ta cũng có một cái hành trình khá là tích cực thì như vậy thôi đấy các anh chị nhé đấy vùng phân tích các cái điểm hỗ trợ của DG này vùng 27.2 này sau đó đến vùng 26 hình như đây là vùng 26.8 này và vùng 28.8 bị mất thì như vậy chúng ta sẽ lùi lại vùng 25.7 đến vùng 26 trong tuần vừa qua và về bản chất đấy các anh chị nhìn thấy đấy, cái, cái sự quan sát nó rất là đơn giản thôi các anh chị nó không có gì đấy trong phiên giao dịch ngày 26 thì các anh chị để ý thấy DG đúng không ạ cứ tiêu xuống đây thì nó lại kéo lên rồi kéo qua cái này thì nó lại về cái điểm cân bằng rồi kéo lên thì nó về đây và như vậy thì chúng ta có một cái điểm cân bằng khá là đẹp ở trong phiên giao dịch ngày 26 ở vùng 26 26.1 đó và sau đó có phục hồi phục hồi thì như vậy thôi nó phải lên vùng 26.8 đến vùng 27 rồi sau đó thì nó lại tiếp tục lên đến vùng 27.5, 27.5 thành công thì nó lại tiếp tục lên vùng 28 và cái đấy là cái cản cái 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 đường đi của nó như vậy thì trong một xu hướng lên thì không ai cản được cái xu hướng đó cả. Đó. Và DG lên đến vùng 27.5 28 thì nó bắt đầu nó chỉnh cung này và đây là những cái nền tích lũy này tuần tới khả năng ở quanh vùng 27.2, 27.4. Tích lũy thành công chúng ta tiếp tục ngắm vùng cản 28, 28.5. DG anh thì ơi, mọi người đang <laughs> mong chờ anh lắm và bản thân trong tim vùng lê thì cũng các anh chị cũng đang tích lũy khá là nhiều cổ phiếu đấy cơ. và bản thân hùng thì cũng đang cầm mã cổ phiếu này à, trong tuần vừa qua sau khi mà nó bị mất vùng 18 thì chúng ta có dự kiến vùng 17.7 bảy à, thành công luôn đúng không các anh chị đấy chạm về đây kéo lên chạm về đây kéo lên chạm về đây kéo lên và chạm về đây kéo vút lên phát này thế thì vùng 18.4 à, đẹp rồi như vậy ở đây là gì đây bên này là hỗ trợ thì bây giờ trở thành vùng cản và các anh chị để ý thấy đúng không ạ khi gặp đến vùng 18.4 các anh chị nhìn thấy một 2, 3 4 5 6 cây nến giờ nó không vượt được qua vùng 18.4 và đến cây nến giờ cuối cùng thì mới gọi là mút mát được 18.45. À, tuy nhiên là với cái động thái này thì khá là tích cực rồi, có thể là tuần tới nó sẽ chỉnh lại một tí tẹo ở khoảng quanh vùng mấy đến nhà 18.3, 18.3, 18.25 gì đó. Và mục tiêu ngắn hạn trong tuần tới 18.8 đến vùng 19 cái lời nguyền của cái cổ phiếu này ở vùng 19 này 19.2 19.5 đây các anh chị vẫn vẫn xịt tức là lên đến tầm 19.5 là vẫn xịt nên là chúng ta sẽ chờ đợi thêm ở trong tuần tới Novaland Ok Novaland cũng có sự phục hồi khá là tích cực sau khi test uh, <laughs> sau khi test hỗ trợ tuần đấy Novaland thì như vậy thôi ờ, ông có dự báo là gì Thứ nhất là cái cây nến giờ rút chân lên này thì ông có dự báo rồi đây nó là khá tích cực nhưng ít nhất là nó cũng phải quay về vùng 16.75 Còn điểm sâu hơn sẽ là khoảng quanh vùng 16.5 đến vùng 16.6 Thì các anh chị nhìn thấy trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì cái điểm mà gì Nó nó quay về xử lý kỹ thuật là nó xử lý cái mút đến 16.6 Và hai cái nến giờ phục hồi kết thúc phiên rất là tích cực vượt lên vùng 16.75 Kể thì đây thì nó phục hồi thôi, vùng 17.4, 17.5 là vùng cản nên nó sẽ quay trở lại chỉnh cung này. Đây nó chỉnh cung nó lấp khá là đẹp. Tuần tới ở vùng 17, 17.1, 17.2 khả năng vẫn vẫn còn các cái điểm mà gì những cái điểm mà 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 mà, mà nhún nhún lại đây này đó và nhún thành công thì như vậy chúng ta hướng vùng 17.5 và xa xa hơn hơn thì uh, vùng 17.8 đến vùng 18 đó là vùng cả kỹ thuật của nào Novaland PDR thì gần như chúng ta cũng đã phân tích được mắt target ở vùng 30 30.5 trước khi mà nó có cái nhịp rơi này và nhịp rơi này thì như cũng đã có phân tích rồi trong tuần vừa qua chúng ta dự báo ở vùng chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 27.7 và các anh chị để ý là cây nến giờ này thì như là có vùng 27.7 luôn. Đó. Rồi sau khi mà có được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và thậm chí thì chúng ta có nói đến ở đây là cái vùng 27.8 ở đây này. Đó, đúng không ạ? Vẽ cây nến vàng ở đây là để làm gì? Để chúng ta quan sát ở vùng 27.8. Đó, trong trường hợp thủng 27.8 thì như thế nào? À cổ phiếu sẽ đi lùi về ở vùng hỗ trợ sâu hơn, còn trong trường hợp tích lũy thành công ở vùng 27.8 thì đương nhiên nó sẽ phục hồi nó giống như đây các anh chị này, đây hùng cũng vẽ một cây nến vàng, cây nến vàng này để làm gì? để các anh chị theo dõi cái lúc mà cổ phiếu này nó về vùng 29, Đó. về vùng 29 mà nó xuất hiện một cây tòm tõm như thế này thì nó chết rồi nhưng mà bây giờ ví dụ nó về đến đây đúng không ạ? và nó xuất hiện một cây nến úi lên như này thì là ngon rồi, Đó đơn giản nó như vậy thôi. đấy. Thế thì um, quá trình phục hồi thì nó phục hồi vù về vùng 29, 29.4 và ở đây nó đang có cái sự ngập ngừng tích lũy khá hợp lý, vùng 25.8, 25.25.28.5, 28.6 tuần tới khả năng vẫn còn những cái điểm mà gì 28.6 28.7 28.8 này tức là cái biên này này đó thì 28. À, không phải cả nhà 28.6 28.8 đó sẽ là biên mà cổ phiếu khả năng nó vẫn còn có những cái điểm lùi lùi tích cực về đây uh, test tích lũy thành công như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hướng lại vùng cản kỹ thuật cuối cùng đó là vùng 30 30.2 30.5 của cổ phiếu này thì đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu chưa thể vượt thoát qua ở cái vùng target kỹ thuật gọi là vùng max target của cổ phiếu thời gian không còn nhiều nên là ông sẽ chuyển sang ông phân tích nhóm ngành chứng khoán luôn thì đối với nhóm ngành chứng khoán nó có một cái vai trò hết sức quan trọng và trong thời điểm hiện tại thì cũng đang thấy rằng nhóm ngành này bắt đầu có xu hướng chạy nước rút và thường thường khi mà cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút thì đó sẽ là cái thời điểm mà nó tạo lập họ khoáng và họ hút cái dòng tiền nhỏ lẻ bắt đầu nhào vô và khi nào mà cái dòng tiền nhỏ lẻ nhào vô đủ lớn thì khi đó khả năng thì nhóm ngành chứng khoán sẽ bắt đầu có một nhịp phân phối các anh chị lưu ý là như vậy. Vậy thì đối với nhóm ngành chứng khoán trong tuần vừa qua thì cơ bản là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai như hùng đã có nói rồi. Đấy là điểm mấu chốt vấn đề là trong phiên giao dịch của ngày 26, thị trường của chúng ta đi theo kịch bản 1 đó là kịch bản hồi. Và khi đi theo kịch bản hồi thì thông thường nó sẽ có ít nhất là ba phiên sau cái phiên ngày 26, thị trường sẽ tiếp tục tăng còn tăng như thế nào thì chúng ta phải phân tích chúng ta phải bám sát theo chứ không ai nói tài nói giỏi được nhưng ít nhất là phiên ngày 26 là phiên xử lý kỹ thuật đó là cái điều kiện cần để thị trường tăng và thị trường tăng như thế nào thì chúng ta sẽ phân tích tiếp và như vậy là nhóm ngành chứng khoán đã có một cái lực đỡ rất quan trọng để giúp cho chỉ số VN Index của chúng ta phục hồi thì ở đây đối với mã cổ phiếu VCI VCI đúng không ạ vùng 43.5. Điểm sâu hơn sẽ là vùng 43 42.8 nhưng trên thực tế thì tuần vừa qua nó xử lý đúng cái mút nến của phiên ngày thứ sáu. Các anh chị cứ để ý như vậy, tất cả các mã cổ phiếu thì gần như nó sẽ xử lý ở quanh cái mút nến của phiên ngày thứ sáu đạt được của phiên giao dịch ngày 23. Và bắt đầu nó có phục hồi, quá trình VCI phục hồi thì rất là đẹp rồi. Nó lên vùng 45, sau đó thì nó phục hồi lên vùng 46 và hiện tại thì phiên kết tuần thì nó lại tiếp tục mở gap lên và với là tiến như thế này thì khả năng tuần tới cổ phiếu này sẽ hướng về vùng vùng cản kỹ thuật 4848.5 à, tuy nhiên trước khi mà hướng đến cái vùng cản này thì chúng ta sẽ cần cái sự test tích lũy thành công các anh chị lưu ý nhé test thành công nhé còn test thất bại thì không không đi được đâu test thành công là gì à, vca sẽ lùi về ở khoảng quanh vùng 46.5 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 46 tích lũy thành công vùng này mục tiêu ở vùng 4848.5 ssi ở trong tuần cũng xuất hiện được một cái lực cầu cực kỳ tốt và tích cực à uh, điểm mẫu chốt của cổ phiếu SSI thì vẫn như vậy thôi. À uh, trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì cũng có sự báo ở vùng 30 33.8 đến vùng 34 và ở đây hùng có vẽ một cây nến vàng. Cây nến vàng này để làm gì? Để chúng ta quan sát xem à như vậy khi cổ phiếu có chỉnh cung về đến vùng này thì uh, nó chỉnh cung nó test thành công hay không và các anh chị để ý là nó test trên vùng 34. Trước khi mà nó hình thành một cây nến kéo rất mạnh ở đây thì như vậy chúng ta có ba cây nến giờ và cây đến giờ này đó ví dụ khi mà cổ phiếu cây đến giờ này nó trong cái quá trình nó kéo thì đương nhiên nó phải kéo từ từ chứ không phải bột phát nó lên được vùng 35 đâu nhưng khi cây đến giờ này vượt lên được trên vùng 34.4 34.4 thì báo cho chúng ta một cái gì báo cho chúng ta một xu hướng tích cực bởi vì đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở bên này đây là vùng hỗ trợ các anh chị và cổ phiếu kéo vượt lại được lên trên vùng hỗ trợ thì đó là báo hiệu chúng ta tích cực nó lên được vùng 35 35 xong thì nó lên vùng 36 và hiện tại sau khi lên vùng 36 thì khả năng nó sẽ hướng tiếp ở vùng 35.5 trên góc độ kỹ thuật ở đây nó mở gáp rất là sát tuần tới kỳ vọng nó test lại ở khoảng vùng 36.5 đến khoảng quanh vùng 37 điểm sâu hơn sẽ là vùng 36 nên lấp lại lấp lại như thế này thì nó sẽ đi nó sẽ bền hơn đó và sau khi lấp và test đi thành công thì mục tiêu sẽ là vùng 38.5 và không loại trừ khả năng trong nhịp này SSI sẽ đánh về 4x HCM sau khi phân phối quyền mua, quyền chia thì HCM cũng đã có một cái hành trình thành công rất là thành công. Thì nhung đã có phân tích ở đây trong tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở vùng 26.4 cây nến vàng ở vùng 26.4 là cây nến để chúng ta tiếp tục quan sát thủng vùng 26.4 thì chúng ta sẽ lùi về vùng 26 và vùng 25.5 nhưng trên thực tế các anh chị nhìn thấy ạ, chúng ta không có điểm test kế thuật ở vùng 26.4 điều đó chứng tỏ cổ phiếu quá khỏe luôn và nó vượt lại vùng 27 và cây đến giờ này thì nó 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 đã hết tất cả những cái cái cản kỹ thuật đúng không ạ 27 này xong lên 27.5 và sau đó lên đến vùng 28.5 ờ, uh, suy soát à, 29 lên đến vùng 29 luôn tức là vùng 28.5 đến vùng 29 là cả kỹ thuật tuần của cổ phiếu HCM và gần như nó đã lên được maximum và sau đó thì nó đang sideways này sideways như vậy tuần tới ấy. tuần tới thì có hai điểm chỉnh cung đó, điểm tích cực thì nó sẽ chỉnh về quanh vùng 28 tích lũy thành công còn điểm mà, mà mà yếu yếu hơn thì chúng ta sẽ lấp đi 1 phần 2 cái thân nến ở trước này đó là khoảng quanh vùng 27 kỳ vọng tích lũy thành công ở vùng này. Thì như vậy là cổ phiếu HCM sẽ vượt thoát vùng 29 hướng về vùng 30. Như vậy là target kỹ thuật tiếp theo cũng rất là khỏe luôn. Cổ phiếu VND hơi ị ảnh một tí nhưng mà cuối cùng thì nó cũng bắt đầu có một cái sự chuyển dịch nhất định về mặt xu hướng và dòng tiền. <laughs> Thì trong tuần thứ nhất là chúng ta quan sát vùng 22 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 21.8 và các anh chị để ý thấy là khi mà uh, khi mà 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 trong phiên giao dịch của ngày 26 ấy các anh chị nhìn thấy đây là những cây nến giờ gì ạ? Những cây nến giờ test thành công. Đó. Những cây nến giờ test thành công là nó test ở quanh một cái biên 22 và bắt đầu cứ chạm về đây thì nó kéo lên chạm về đây nó kéo lên và đặc biệt cây nến giờ kết thúc phiên. Thì như vậy là VND đã có một cái sự phục hồi tích cực đó và sau đó các anh chị để ý một cái cách về 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 tạo lập nhé khi mà hùng phân tích ở bên này đó là vùng 22.4 22.5 là hỗ trợ thì cổ phiếu kéo vượt qua vùng hỗ trợ và đi lên vùng cản kỹ thuật 23 nó chưa chạy được ngay đâu các anh chị nó chưa chạy được ngay đâu nó chưa chạy được ngay đâu và khi về đến vùng cản kỹ thuật 23 thì nó thực hiện tiếp một cái động thái thứ hai đó là động thái test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 22.4 đến vùng 22.5 và thậm chí là nó test hai điểm cơ <laughs> nó test điểm một ở đây nó test điểm hai đây rồi sau đó nó tiếp tục công vùng cản, ở đây là vùng 23.4 đến vùng 23.5. Trên thực tế thì đối với mã cổ phiếu VND, <laughs> trong rất nhiều tuần vừa qua thì cổ phiếu cứ chạm đến vùng 23.4 đến 23.5 rồi nó chỉnh, thậm chí trong nhịp này đúng không anh chị? Đây. Đó, nó chạm về vùng 23.4 này và nó chỉnh xuống này, rồi nó lại tiếp tục kéo nhịp hai. Nó kéo nhịp hai. Nó lại tiếp tục chạm về vùng 23.4 về vùng 23.5, nó lại chỉnh tiếp ở đây nó không lên được vùng 24 thì trong nhịp sóng này thì như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm trong trường hợp tuần tới dự báo ở vùng 22.8 đến vùng 23 test tích đi thành công thì như vậy là mục tiêu mục tiêu thì vẫn phải là vùng 23.5 trước và bứt được cái vùng cản kỹ thuật 23.5 thì chúng ta sẽ hướng về vùng 23. Chấm, à, về vùng 24 FTS là siêu phẩm các anh chị hệ sinh thái của anh Bình hiện tại bây giờ chúng ta có mã cổ phiếu FPT, FRT và FTS thì ba con mã cổ phiếu này cực kỳ tuyệt vời. Và chỉ đang mong là bây giờ khi nào nó chỉnh và nó có cái vùng giá hợp lý thì như vậy là đối với FTS cũng có thể là một cái mẫu hình mà chúng ta thu gom và nắm giữ mãi mãi. Hoàn toàn hợp lý. Hoàn toàn hợp lý các anh chị. Đây. Thì uh, trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến là gì? Thứ nhất là nó sẽ chỉnh cung về quanh vùng 48. Trên thực tế thì nó chỉ xử lý, nó chỉ test ở cái mút nến của phiên giao dịch ngày ba thôi. Và bắt đầu nó phục hồi. Phục hồi thì nó lên lần lượt thôi. Vùng 52. 52 bước qua nó lừng hừng nó test không thủng vùng 52 thì nó nâng lên vùng 54 và hiện tại à, vùng 55 các anh chị về hiện tại sau khi nó bứt qua vùng 55 thì nó sẽ hướng lên vùng 60 rất khỏe luôn FTS thì khả năng tuần tới sẽ bứt qua vùng 60 khả năng là rất cao nó sẽ có thể là nó sẽ lấp lại gáp ở khoảng quanh vùng 55 đến khoảng vùng 56 test tích lũy thành công ở đây thì như vậy mục tiêu mục tiêu thì chúng ta sẽ ngắm tới đó là bứt qua vùng cảng kỹ thuật 60 và mọi người đang nói vui là tất cả hệ sinh thái của anh Bình đều ba con số và FTS khả năng cũng hướng đến ba con số thì không biết là nó có đúng hay không thì cái này vui vui thôi nói như vậy thôi chứ còn cũng không có cơ sở nào để chúng ta nói cái việc đó nhưng mà FRT bây giờ đã là trên 150 rồi các anh chị hình như thế và FPT thì bây giờ đã là 110 rồi đó ba con số <laughs> SHS ở trong thời gian vừa qua cái tạo lập nó hơi lủng củng các anh chị hơi lủng củng đó trong tuần vừa qua thì dự kiến ở vùng 16.5 16.6 ở đây này thì có cái nến là về đến vùng 16.8 và sau đó thì cũng về cơ bản là gì nó cũng quay trở lại được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 17.4 vượt lên vùng 7.4 test lại vùng 7.4 hai lần và bây giờ đang lừng hưởng của quanh vùng 18 đẹp thì tuần tới ở quanh vùng 17.5 à 17.6 17. 5 Ờ à 17 6 17 17.8 17 à đó đẹp thì tích lũy ở vùng này và tích lũy thành công thì như vậy là uh, tiếp tục hướng về vùng cả qua vùng cả 18.8 đến vùng 19. Nói chung là đối với SHS thì vùng 18.8 đến vùng 19 vẫn đang là vùng cả trước mắt. Cần thêm thời gian để vượt. AGG khá là tốt tuần vừa qua, tích lũy thành công ở biên uh... Đấy, thế thôi. AGR nó rút chân lên đúng không anh chị? thì nó nói rồi, trong trường hợp mà ấy thì nó phải quay trở lại nó xử lý lại cái điểm 16.2 16.3. Và về cơ bản thì nó cũng trong phiên thứ hai tích cực khi mà nó chỉ lanh quanh ở cái mút đến của cái mút rút chân thôi. Và sau đó nó có trục phục hồi đi lên. Sau khi vượt lên được cái target ở vùng 17.5 thì nó quay trở lại vùng 17.2 17.3 test thành công, tiếp tục hướng về vùng cả thuật 18 thậm chí là có thời điểm nó mở lên được đến vùng 18.5 uh, tuy nhiên là chưa chạy ngay được đâu tuần tới khả năng ở vùng 7.8 đến vùng 18 tiếp tục test tích lũy tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta mới uh, hướng lên đến cái vùng cả cái thuật tiếp theo vùng 18.8 đến vùng 19 và đối với AGR thì cái quá trình mà nó đi lên cũng rất là rõ sóng và tích cực cổ phiếu VX cũng rất là hay nói chung là đối với VX nó cái tính tạo lập của nó rất là ổn và quan điểm của hùng thì uh, trong quá trình đầu tư thì chúng ta cũng không thể thiếu mã cổ phiếu VX được nó tuần trước thì uh, nó mút mát đến vùng 7.5 và tuần này thì cũng có dự báo ở vùng 7.1, 17 2 trên thực tế thì nó quanh quanh ở khoảng mình 7.3, 17 4 trước khi mà nó có sự phục hồi uh, sự phục hồi của VX khá là tốt bật lên ở vùng 18 và sau đó nó quay trở lại test uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật 18, 18.2 rồi sau đó nó mới có kỹ, tiếp kéo nhịp hai lên vùng 19 với suy soát lên vùng 19 này lực cầu tốt đường tín hiệu đường MACD xanh đó MACD xanh nên là tuần tới nếu nó có mút mát lại thì nó sẽ mút mát lại ở khoảng quanh vùng 18.6 18.5 khả à, năng 18.5 18.6 18.7 đây sẽ là những cái điểm mà VX sẽ có thể quay trở lại đó các anh chị nó có thể quay trở lại một hai điểm đây đó, test thành công thì như vậy là mục tiêu của VX là chúng ta sẽ hướng về break vùng 19 và hướng về vùng cản kỹ thuật tiếp theo ở vùng 19.3 đến vùng 19.5 VDS rất là đẹp và tuần vừa qua thì nó cũng đã có một cái lực tăng rất là rõ nét rõ sóng luôn chứ không phải là, là, là đấy Sự kiến là gì Hạ về vùng 18 17.8 đến vùng 18 và các anh chị để ý thấy là đây là các cái điểm mà cổ phiếu VDS test rất thành công và sau khi mà nó test thành công ở vùng 18 rồi thì nó sẽ đi về đâu các anh chị? Đi về vùng 19. 19 đây đây nó vòng qua vùng 19 và nó test lại vùng 19 thành công thì như vậy là VDS lại tiếp tục lên đến vùng 19.8 đến vùng 20. Và tuần vừa qua thì nó tiếp tục vượt thoát vùng 20 để tiệm cận tiếp theo vùng cản hai thuật 21 và đây đang là những cây nến test thành công và thậm chí nó còn mở gáp. Với việc mở gáp tăng như thế này á, thì chúng ta kỳ vọng là nó nên lấp lại một phần gáp rồi nó kéo tiếp thì nó sẽ hợp lý tức là tuần tới nó sẽ lấp lại ở khoảng quanh vùng 20.3. 20.3 đó, 20.3, 20 gì đây này, nó lấp lại thành công thì như vậy là VDS sẽ tiếp tục ngắm lên vùng cả cảng thuật quanh vùng 22, rất thành công. ORS cũng là một mã cổ phiếu một mã cổ phiếu giao dịch tích cực và rõ sóng rõ nét trong tuần dự báo ở vùng 15.8 đến khoảng vùng 16 các anh chị để ý đây điểm một ở đây và nó test rất thành công chính vậy nên là nó không có cái điểm chỉnh cung kỹ thuật thứ hai về vùng 15.5 15.6 vượt thoát lại thì như vậy là gì nó sẽ chạm về vùng 16.5 và sau khi mà nó cổ phiếu này nó lại có một cái điểm đánh rất hay đó là gì vượt cản đây và quay trở lại test cản và đây là những cây nến test thành công trước khi mà phiên ngày 28 thì bắt đầu nó tiếp tục dồn lực. Đây là một cây nến mà uh, volume rất là lớn. Đó và nó đã giúp cho cổ phiếu ORS hoàn thành cái target mục tiêu 17.5. 17.5 trên vùng 17.5 và hiện tại thì uh, sau khi mà hoàn thành cái cản mục tiêu này á thì như vậy là cổ phiếu gì? Cổ phiếu bắt đầu có cái sự chỉnh cung trở lại. Tuần tới đẹp thì nó sẽ lấp lại vụ đây các anh chị nhá, 16.5, 16.7 16.8 nói chung là nó sẽ lấp lại ở khoảng ba cái ba bước giá này đó 16 đây 16 năm đây có ngay chị đó à, nó sẽ lấp lại đây và test tích lũy thành công lực cầu tiếp tục quay trở lại thì như vậy là mục tiêu chúng ta sẽ hướng về ở break vùng cản 17.5 để đi đến vùng 18 CTS cũng là một mã cổ phiếu đánh thành công ở trong tuần vừa qua khi nó test tích lũy thành công ở vùng hỗ đợi thuật. Thì nhung đã có dự báo ở đây khả năng nó sẽ chỉnh về quanh vùng 29.5 đến quanh vùng 30 đây này và chúng ta thấy là có những cái điểm chỉnh về khoảng quanh vùng 29.7 nó test thành công ở ba cây nến và đến cây nến giờ kết thúc phiên của ngày 26 thì như vậy là gì? CTS bắt đầu có sự phục hồi mạnh. Quá trình phục hồi này thì đưa target kỹ thuật cổ phiếu của CTS về vùng 32 và test chạm 32 thì nó cũng có một cái nhịp chỉnh cung này, nhịp chỉnh cung này test khá là khỏe quanh vùng 31.4 và tiếp tục nhiệm vụ break cản vùng 32 để đi vùng 33.5 và trong tuần vừa qua thì như vậy là sẽ test cũng vượt lên được một cái target tuần rất đẹp. Dự báo tuần tới ở đây là nó có mở gáp vì vậy nên là dự báo tuần tới nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 32.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 32.3 32 nói chung là nôm na nó test ở trên vùng 32 cộng test đi thành công thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ là vùng 3.5 đến vùng 34 và bứt được cái cản này thì như vậy là CTS sẽ hướng tới vùng cản kỹ thuật 35. MBS ở đây chúng ta dự báo thứ nhất là test lại vùng 26 điểm thứ hai là vùng 25.5 thì như vậy là trong tuần MBS cũng test các cái điểm các kỹ thuật rất là khỏe và sau đó thì cây đến giờ từ 13 giờ đến 14 giờ của phiên ngày 26 thì MBS ngồi lại được trên cái vùng hỗ trợ kỹ thuật là vùng 26.5 và khi nó bật lại được ở đây là vùng 26.5 rồi thì như vậy là chúng ta hướng thôi cái target cái cản của nó đây này cản 28 vượt qua vùng đó và CTS MBS cũng đã vượt qua cản 28 và nó quay trở lại test lại vùng 27.5 khá là tích cực trước khi mà nó hình thành tiếp một cái nhịp kéo tiếp theo thì như vậy ở trong tuần tới về mặt tính về mặt xu hướng là đây cái nến giờ tăng mạnh và nó bắt đầu lấp cáp điểm lấp cáp đẹp sẽ lấp về vùng 28 tám sâu, sâu hơn thì có thể lấp về vùng 27.5 27.7 test lũy thành công thì cái nhiệm vụ tiếp theo cái nhiệm vụ tiếp theo của MBS đang còn giang dở ở trong các cái tuần trước đây đó là vùng 30 đến khoảng vùng 30.5 đây là vùng cả cái tuần tiếp theo của mã cổ phiếu này rồi, như vậy là về danh mục phân tích cổ phiếu tuần thì Hùng Lê xin phép được tạm dừng tại đây và một lần nữa. Thì các anh chị em của chúng ta lưu ý đến cái kịch bản mà Hùng có đề cập đến ở đây, đó là về cái cách vận hành của chỉ số vn thì có thể là gì, chúng ta sẽ lấy, các anh chị lưu ý nhé, vùng 1247 1250 sẽ là biên hỗ trợ dưới cách thức vận hành thì có thể là tạo lập họ sẽ neo dần tức là có thể neo dần để bám cái biên trên có thể là lên đến vùng 1270 rồi lại dội xuống và có thể dội xong thì nó lại kéo lên ở khoảng quanh vùng 1280 rồi nó lại dội xuống cái cách thức là như vậy và cái điểm mấu chốt duy nhất mùng nhấn mạnh đến với các anh chị em nhà đầu tư ở đây đó là vùng 1250 các anh chị lưu ý là như vậy 1247 đến vùng 1250 còn đối với chỉ số VN30 các anh chị lưu ý là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là <laughs> chúng ta vẫn đang 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 chưa chưa thể là bứt qua được đâu các anh chị nhá chưa thể bứt qua được cái 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 gọi là cái vùng phân phối tâm lý ở đây đâu. Cho nên là có thể là trong ngắn hạn thì tạo lập họ có thể kéo lên được ở khoảng quanh vùng một hai tám mươi gì đó, loanh quanh có thể là sẽ có những cây nến nhún như vậy để uh, kích thích cái 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 sự hưng phấn của nhà đầu tư và sau đó thì uh, về quan điểm của cá nhân đùng lê là thị trường của chúng ta sẽ cần một nhịp sóng chỉnh và sóng chỉnh đó thì nó cũng phải chỉnh đủ ba sóng ABC để trước khi mà nó dồn lực để nó kéo qua break cái vùng 1.300 điểm ở đây. Ở chúng ta nhìn lại ở đây này, chúng ta nhìn lại đây về cái quá trình mà chỉ số VN Index của chúng ta đi ở đây. Ví dụ khi mà chỉ số VN Index chạm vào kênh trên thì chúng ta cũng có sóng chỉnh A, sóng hồi B và sóng chỉnh C. Và sau khi nó hoàn thành xong cái bước sóng ABC thì khi đó thì thị trường của chúng ta mới bắt đầu gì ạ? Tiếp tục một cái lực kéo để giúp cho chỉ số VN Index của chúng ta kéo về vùng 1.200 điểm ở đây đó thì cách thức là như vậy thì ở đây khả năng theo quan điểm của hùng thì nó cũng phải có một cái sóng chỉnh abc ở đây à, trước khi mà hoàn thành xong cái sóng chỉnh abc đó thì như vậy là chỉ số vn index của chúng ta sẽ tiếp tục hướng về à, các cái vùng giá mục tiêu ở cao hơn về tương lai ví dụ vùng 1.300 và khi đó thì <laughs> chúng ta sẽ tiếp tục à, phân tích còn đến thời điểm hiện tại là ông lê cũng chưa có nâng target của thị trường lên và tạm thời thì chúng ta đang gọi là loanh quanh ở quanh vùng ở 1270, 1275, 1280 đó là những cái vùng mà uh, thị trường có thể kéo lên. Bản phân tích cập nhật uh, tuần này uh, xin phép được tạm dừng tại đây. Uh, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các cái bản phân tích cập nhật tiếp theo.